Cuốn 85 giải thích phẩm đạo thọ thứ 71 Kinh Đại Bát Nhã hội 2 ghi phẩm thọ dụ thứ 69 Kinh Tu Bồ Đề Bạch Phật rằng Bạch Đức Thế Tôn Bát Nhã Ba La Mật ấy rất sâu Các Bồ Tát không thấy có chúng sinh Mà vì chúng sinh nên cầu vô thượng tránh đẳng tránh giác Việc ấy rất khó Thí như người muốn trồng cây giữa hư không Bạch Đức Thế Tôn Bồ Tát cũng như vậy Vì chúng sinh nên cầu vô thượng tránh đẳng tránh giác Mà chúng sinh cũng không thể có được Phật bảo tu bổ Đề Như vậy, như vậy Việc làm của các Bồ Tát rất khó Vì chúng sinh mà cầu vô thượng tránh đẳng tránh giác Độ chúng sinh điên đảo chấp ngã Ý như người trồng cây không biết gốc cảnh nhánh lá hoa quả của cây sẽ thế nào Mà ưa săn sóc tưới tầm Dần dần cây lớn hoa lá quả thành tựu đều dùng được Như vậy các Bồ Tát vì chúng sinh nên có vô thượng tránh đẳng tránh giác Dần dần hành sáu ba la mật được trí nhất thiết trùng thành cây Phật dùng lá hoa quả làm lợi ích chúng sinh này tu bổ đẻ thế nào là dùng lá lợi ích chúng sinh là nhân nơi bồ tát mà được lìa bã đạo ấy là lá lợi ích chúng sinh thế nào là hoa lợi ích chúng sinh là nhân nơi bồ tát được sinh dòng sát đế lợi sinh dòng bà la môn đại gia cơ sĩ chỗ bốn thiên vương cho đến phì hữu tưởng phì vô tưởng xứ vô tưởng ấy là hoa lợi ích chúng sinh thế nào là quả lợi ích chúng sinh ấy là nhận Bồ Tát được trí nhất thiết trùng làm cho chúng sinh được quả tu Đà hoàn quả tu Đà hàm quả A à Na hàm quả A à La hán đạo bích chi Phật và Phật đạo chúng sinh ấy dần dần dùng pháp ba thừa thủ chứng vô dư niết bàn ấy là quả lợi ích chúng sinh Bồ Tát ấy không thấy có chúng chúng sinh thật mà độ chúng sinh khiến ra đĩa đến nào chấp ngã nghĩ rằng trong hết thảy pháp không có chúng sinh tại vì chúng sinh cầu trí nhất thiết trùng mà chúng sinh ấy thật không thể có được. Tu Bồ Đề Bạch Phật rằng, Bạch Đức Thế Tôn nên biết Bồ Tát ấy như Phật. Vì sao? Vì nhân Bồ Tát ấy mà dứt hết thảy giống địa ngục xúc sinh ngạ quỷ dứt, dứt hết các nạn, dứt con đường nghèo cùng hạ tiện, dứt hết cõi sắc, cõi vô sắc. Phật dạy như vậy, như vậy, tu Bồ Đề nên biết Bồ Tát ấy như Phật. Nếu Bồ Tát không phát tâm cầu vô thượng tránh đảng chánh giác, thì thế gian không có phải quá khứ vì la hiện tại, cũng không có bích tri phật a la hán a na hàm từ đà hàm tu đà hoàn và đường ác và bao cõi cũng không có khi nào dứt này tu bồ đề ông nói bồ tát ấy như phật đúng như vậy nên biết bồ tát ấy thật như phật vì sao vì như nên nói là như lai vì như nên nói là bích tri phật a la hán hết thảy hiền thánh vì như nên nói sắc cho đến thức vì như nên nói hết thảy pháp cho đến tính hữu vi tính vô vi các như ấy như thật không khác vì thế nên gọi là như Bồ Tát học như ấy được trí nhất thiết chủng được gọi là như lai Vì nhân duyên ấy nên nói Bồ Tát như Phật vì tướng như vậy Như vậy Bồ Tát nên học như bát nhã bà làm mật Bồ Tát học như bát nhã bà làm mật thì học được hết thảy pháp như Học hết thảy pháp như thì được đầy đủ hết thảy pháp như Đầy đủ hết thảy pháp như rồi đối với hết thảy pháp như được tự tại Đối với hết thảy pháp như được tự tại rồi Kéo biết căn cờ của chúng sinh Cháu biết căn cơ của chúng sinh rồi Biết chúng sinh có căn đầy đủ Biết chúng sinh có nghiệp nhân duyên Biết chúng sinh có nghiệp nhân duyên rồi Được đầy đủ nguyện trí Đầy đủ nguyện trí rồi được thanh tịnh Trí tuệ ba đời Thành tịnh trí tuệ ba đời rồi Lợi ích hết thầy chúng sinh Lợi ích hết thầy chúng sinh rồi Nghiêm tịnh cõi Phật Nghiêm tịnh cõi Phật rồi được trí nhất thiết trùng được trí nhất thiết trùng rồi chuyển pháp luân chuyển pháp luân rồi an lập chúng sinh nơi ba thừa khiến vào vô dư niết bàn như vậy, Bồ Tát muốn được hết thầy công đức lợi mình, lại người, nên phát tâm vô thượng tránh đẳng tránh giác. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn các Bồ Tát, hành được bát nhã ba la mật sâu xa đúng như kinh nói, thì hết thầy thế gian người trời A-tu-la hãy nên kính lễ. Phật bảo Tu Bồ Đề, như vậy, như vậy, Bồ Tát ấy hành được bát nhã như kinh nói, thì hết thầy thế gian người trời A-tu-la hãy nên kính lễ bạch đức thế tôn bồ tát mới phát tâm vì chúng sinh nên cầu vô thượng tránh đằng tránh giác được bao nhiêu phước đức phật bảo tu bồ đề nếu chúng sinh trong một ngàn thế giới đều phát tâm cầu thanh văn bích chi phật ý ông nghĩ sao phước ấy nhiều chăng tu bồ đề thưa rất nhiều vô lượng phật bảo tu bồ đề phước ấy không bằng bồ tát mới phát tâm trăm lần ngàn lần ngàn vạn ước lần cho đến toán số thí dụ không thể sánh kịp vì sao vì người phát tâm cầu thanh văn bích tri phật đều nhân nơi bồ tát mà ra chứ bồ tát chọn không nhân nơi thanh văn bích tri phật mà ra chúng sinh trong hai ngàn thế giới thế giới đại thiên ba ngàn cũng như vậy gác qua việc hàng thành văn bích tri phật trong thế giới đại thiên ba ngàn nếu chúng sinh trong thế giới đại thiên ba ngàn đều trú địa vị cản tuệ phước ấy nhiều trăng tù bồ đề thưa rất nhiều vô lượng phật dạy chẳng bằng bồ tát mới phát tâm trăm lần ngàn lần ngàn vạn ước lần cho đến toán số thí dụ không thể sánh kịp các qua việc chúng sinh trú địa vị cản tuệ nếu chúng sinh trong thế giới hy đại thiên ba ngàn đều trú ở tính địa bát nhân địa tín địa bạ địa lì dục địa dĩ biện địa bích chi phật địa hết thảy phước đức ấy muốn sánh với bồ tát mới phát tâm gấp trăm gấp ngàn ngàn ước vạn lần cho đến toán số thí dụ cũng không thể sánh kịp này tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát mới phát tâm trong thế giới đại thiên ba ngàn, không bằng Bồ Tát vào pháp vị gấp trăm ngàn vạn ức, ngàn ngàn ức vạn lần cho đến đoán số thí dụ không thể sánh kịp. Nếu Bồ Tát vào pháp vị trong thế giới đại thiên ba ngàn, không bằng Bồ Tát hướng đến Phật đạo gấp trăm ngàn vạn, ngàn ức vạn lần cho đến đoán số thí dụ không thể sánh kịp. Nếu Bồ Tát hướng đến Phật đạo trong thế giới đại thiên ba ngàn, không bằng công đức của Phật gấp trăm ngàn vạn, ngàn ức vạn lần, cho đến đoán số thí dụ không thể sánh kịp. Tu Bồ Đề Bạch Phật Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát mới phát tâm nên niệm đến Pháp nào? Phật dạy nên niệm trí nhất thiết trùng. Tu Bồ Đề Thưa Thế nào là trí nhất thiết trùng? Trí nhất thiết trùng duyên thế nào? Tăng thượng thế nào? Hành thế nào? Tướng thế nào? Phật bảo tu Bồ Đề trí nhất thiết chủng không có gì của chính nó, không niệm không sinh không chỉ bày, như lời tu Bồ Đề hỏi. Trí nhất thiết chủng duyên thế nào, tăng thượng thế nào, hành thế nào, tướng thế nào? Này tu Bồ Đề trí nhất thiết chủng không có pháp duyên, niệm là tăng thượng, tịch diệt là hành, vô tướng là tướng, ấy gọi là duyên, tăng thượng hành tướng của trí nhất thiết chủng. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn chỉ trí nhất thiết chủng không có pháp, hay sắc thọ tưởng hành thức cũng không có pháp pháp trong ngoài cũng không có pháp bốn thiền bốn tâm vô lượng bốn định vô sắc bốn niệm xứ bốn tránh cần bốn như ý túc năm căn năm lực bảy giác phần tám phần thánh đạo tam muội không tam muội vô tướng tam muội vô tác tám bội xả định chính tứ lớp mười lực của phật bốn điều không sợ bốn trí không ngại mười tám pháp không chung đại tử đại bi đại hỷ đại sản thần thông đầu thần thông thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu tướng hữu vi, tướng vô vi, vân vân cũng là không có pháp chăng? Phật bảo tu bổ đề, sắc cũng không có pháp, cho đến tướng hữu vi, tướng vô vi cũng không có pháp. Tu bổ đề thưa, bạch đức thế tôn vì nhân duyên gì mà chỉ nhất thiết chủng không có pháp, sắc không có pháp, cho đến tướng hữu vi, tướng vô vi cũng không có pháp. Phật dạy chỉ nhất thiết trùng tự tính không có nếu pháp tự tính không có ấy gọi là không có pháp giác cho đến tướng hữu vi tướng vô vi cũng như vậy bạch đức thế tôn vì nhân duyên gì mà các pháp tự tính không có phật dạy trong các pháp nhân duyên mà học sinh không có tự tính nếu không có tự tính ấy là không có pháp vì vậy bồ tát nên biết hết thảy pháp không có tính vì sao vì hết thảy tính pháp không thế nên biết hết thảy pháp không có tính tu bồ đề bạch phật rằng Bạch Đức Thế Tôn, nếu hết thảy Pháp không có tính, thầy Bồ Tát mới phát tâm dùng sức phương tiện gì có thể tu thí ba la mật, nghiêm tịnh cõi Phật, thành tựu tuệ giác cho chúng sinh, có thể tu giới ba la mật cho đến bát nhã ba la mật, tu sơ thiền cho đến tứ thiền, tu tâm tử cho đến tâm xả, tu định không xứ cho đến phi hữu tưởng, phi vô tưởng định xứ, tu ngoại không cho đến vô pháp hữu pháp không, tu bổ niệm xứ cho đến tám phần thánh đạo, tu tam muội không, tam muội vô tướng, tam muội vô, vô tác, tám bộ xả định chín thứ lớp mười lực của phật bốn điều không sợ bốn trí vô ngại mười tám pháp không chung đại tử đại bi trí nhất thiết trùng nghiêm tịnh cõi phật thành tựu tệ giác cho chúng sinh phật bảo tu bồ đề bồ tát có thể học các pháp không có tự tính cũng có thể nghiêm tịnh cõi phật thành tựu tệ giác cho chúng sinh biết thế giới và chúng sinh không có tự tính tức là sức phương tiện này tu bồ đề bồ tát tu thí ba la mật ấy là tu học phật đạo Tu giới ba la mật, ấy là tu học Phật đạo, cho đến tu trí nhất thiết trùng, ấy là tu học Phật đạo. Cũng biết Phật đạo không có tự tính, của tát ấy tu sáu ba la mật, ấy là tu học Phật đạo, cho đến khi chưa thành tựu mười lực của Phật. Bốn điều không sợ, bốn trí không ngại, mười tám pháp không chung, đại tử đại bi, trí nhất thiết trùng, ấy là tu học Phật đạo. Đầy đủ được nhân duyên về Phật đạo rồi, dùng một niệm tương ương với hít tuệ, được trí nhất thiết trùng. Bấy giờ hết thảy phiền não tập khí vĩnh viễn đứt sạch, không sinh lại nữa. Khi ấy dùng mắt Phật xem thấy đại thiên ba ngàn thế giới, pháp vô còn không thể có được huống gì hữu pháp. Như vậy Bồ Tát nên hành bát nhã ba la mật tự tính không vô. Này tu Bồ Đề ấy gọi là sức phương tiện của Bồ Tát, vô pháp còn không thể có được huống gì hữu pháp. Bồ Tát ấy trong khi bố thí, bố thí vô pháp còn không biết huống gì là hữu pháp. Người thọ thí và tâm Bồ Tát vô pháp còn không biết huống gì là hữu pháp. Cho đến trí nhất thiết chủng, người được thí pháp được chỗ được là vô pháp còn không biết huống gì là hữu pháp. Vì sao? Vì bản tính của hết thảy pháp là như vậy. Chẳng phải Phật làm, chẳng phải thanh văn bích chi Phật làm, cũng chẳng phải người khác làm. Vì hết thảy pháp không có người làm. Bạch Đức Thế Tôn các pháp tính các pháp ra địa trăng. Phật dạy như vậy, như vậy, các pháp tính các pháp ra địa bạch đức thế tôn nếu các pháp tính các pháp gia liệt thì làm sao pháp gia liệt có thể biết pháp gia liệt hoặc có hoặc không vì sao vì vô pháp chẳng thể biết vô pháp hữu pháp chẳng thể biết hữu pháp vô pháp chẳng thể biết hữu pháp hữu pháp chẳng thể biết vô pháp như vậy hết thảy pháp không có tướng gì của chính nó làm sao Bồ Tát khởi tâm phân biệt pháp ấy hoặc có hoặc không? Phật dạy Bồ Tát vì theo nghĩa Thế Tục Đế chỉ bày cho chúng sinh hoặc có hoặc không, chứ chẳng phải theo đệ nhất nghĩa. Bạch Đức Thế Tôn, Thế Tục Đế và đệ nhất nghĩa đế có khác nhau chăng? Này tu Bồ Đề, Thế Tục Đế và đệ nhất nghĩa đế không khác nhau. Vì sao? Vì Thế Tục Đế như tức là đệ nhất nghĩa đế như Do chúng sinh không thấy, không biết tính như ấy nên Bồ Tát dùng thế tục đế để chỉ bày hoặc có hoặc không. Lại nữa, chúng sinh đối với năm thọ ẩn vì có tầm chấp trước tướng nên không biết nó không có sở hữu. Bồ Tát vì chúng sinh ấy nên chỉ bày hoặc có hoặc không, khiến biết năm ẩn thanh tịnh không có gì của chính nó. Như vậy Bồ Tát nên hành bát nhã ba la mật như vậy. Luận tu bồ đề theo Phật nghe nói không có gì được tức là được liền tán thán chưa từng có bạch Phật rằng bát nhã ấy rất sâu như trong kinh đã nói rộng nếu cây làm ví dụ lá hoa quả tự cạn dần đến sâu như bóng râm của lá cây lúc nóng bức che mát rất vui chúng sinh nhân bóng râm của cây bồ tát đạo được xa lìa sự khổ nóng bức trong ba đường ác vì sao vì ngăn ngừa được tội ác như hoa sắc đẹp hương nhu nghiến chúng sinh nhân bồ tát đem việc bố thí chỉ giới giáo giới cho chỉ giới giáo hóa cho nên được hưởng phước lạc cõi người cõi trời như trái cây có màu sắc hương thơm vị ngon chúng sinh nhân nơi bồ tát nên được các quả thánh đạo tu đạo hoàn vân vân tu bồ đề nghe liền hoan hỉ nói rằng bồ tát ấy như phật không khác trong đây phật tự nói nhân duyên nhận nơi bồ tát nên dứt các đường ác địa ngục súc sinh vân vân phật chấp thuận ý ấy lại nói nhân duyên bồ tát không phát tâm cầu vô thượng tránh đẳng tránh giác thỏa cho đến không có khi nào dứt ba cõi lại nữa vì được các pháp tính như nên gọi là như lai cho đến gọi là tu đà hoàn vì tính như nên nói sắc cho đến tính vô vi các pháp tính như ấy đều là một không khác Bồ Tát học tính như ấy chắc chắn được nhất thiết trí nên nói là như Phật không khác không phải vì tâm ta ưa quý Bồ Tát mà nói là như Phật song vì được tính như nên nói như Phật tính như ấy ở nơi Phật cũng ở nơi Bồ Tát vì làm một tướng nên gọi Bồ Tát như Phật lìa tính như lại không có pháp gì không vào tính như hỏi nếu vì đồng tính như mà nói Bồ Tát như Phật, thế thì cho đến trong súc sinh cũng có tính như ấy, cớ sao không nói như Phật? Đáp, súc sinh tùy cũng có tính như, song vì nhân duyên chưa phát khỏi, không thể làm lợi ích chúng sinh, nên không thể hành tính như, cho đến trí nhất thiết trí. Như vậy, Bồ Tát nên học tính như của bát nhã ấy, Bồ Tát học tính như của bát nhã ấy, thời được đầy đủ tính như của hết thải Pháp, đầy đủ tức là được thật tướng các Pháp có thể dùng mỗi mỗi pháp môn làm cho chúng sinh được hiểu vì được đầy đủ nên đối với hết thảy pháp như được tự tại được tự tại rồi kéo biết căn tính của chúng sinh biết các căn tính của chúng sinh đầy đủ các căn là năm căn lành tín tấn niệm định tuệ hàng ba thừa đều có có thể phân biệt người ấy có người ấy không có người ấy được lục người ấy không được lực đầy đủ là các thiện căn tín tấn niệm định tuệ đầy đủ người như vậy có thể ra khỏi thế gian tiến căn được lực thời quyết định thọ trì không nghi ngờ vì sức tinh tấn nên tuy chưa thấy pháp mà nhất tâm cầu đạo không tiếc thần mạng không ngừng nghỉ vì sức ghi nhớ nên thường nhớ lời dạy của phật thiện pháp đến cho vào ác pháp đến không cho vào như người giữ cửa vì sức định nên nhiếp tầm một chỗ không lai động để giúp cho trí tuệ vì sức trí tuệ nên có thể như thật quán các pháp tướng được cần có hài hạng một là ở trong thân người có tâm lớn thời thành căn Bồ Tát, hai là ở trong thân người có tâm mỏng thời thành căn tiểu thừa, được đầy đủ căn ấy thời có thể độ, hoặc có Bồ Tát thấy người tùy được nằm căn mà không thể độ, vì do tội nghiệp ác đời trước nặng. Thế nên nói biết nghiệp nhân duyên của hết thảy chúng sinh, muốn biết nghiệp nhân duyên trong vô số kiếp, phải có được túc mạng thông. Đã biết rồi vì chúng sinh mà nói đến tội nghiệp nhân duyên quá khứ, chúng sinh do tội quá khứ ấy cho nên không sợ. Vì thế nên cầu nguyện được trí tuệ muốn biết việc ba đời. Đã biết rồi vì chúng sinh chỉ rõ tội nghiệp nhân duyên đời vị lai sẽ đoạn địa ngục. Chúng sinh nghe rồi thời tâm sợ hãi, sợ hãi rồi tâm điều phục dễ độ. Chúng sinh nếu muốn biết nhân duyên phước báo đời vị lai, thời vì họ nói, họ hoan hỷ, có thể độ. Vì thế mà nói biết nghiệp nhân duyên rồi, nguyện trí đầy đủ nên được trí tại thanh tịnh biết ba đời. Thông suốt vô ngại, biết nghiệp thiện ác quá khứ, biết quả báo thiện ác vị lai, biết chúng sinh hiện tại các căn lợi độ Đó, nói pháp giáo hóa, được nhiều lợi ích không hư dối, vì làm lợi ích lớn cho chúng sinh nên có thể nghiệp tịnh cõi Phật. Nghiêm tịnh cõi Phật rồi được chế nhất thiết trùng được trí nhất thiết chủ nên chuyển pháp luân chuyển pháp luân rồi đem pháp ba thừa an lập chúng sinh vào vô dư niết bàn các lợi ích như vậy đều do học như đưa đến vì thế nên phật nói bồ tát muốn được hết thảy công đức lợi mình lợi người nên phát tâm vô thượng tránh đẳng tránh giác tu bồ đề nghe công đức của bồ tát ấy rất nhiều bạch phật rằng bồ tát có thể hành bát nhã ba la mật như kinh nói tất cả thế gian hãy nên kính lễ như trong kinh nói rộng, phân biệt công đức của Bồ Tát mới phát tâm. Bây giờ tu Bồ Đề biết bát nhã bà làm mật là rất sâu, không có ước tưởng, chẳng phải hàng mới học biết được, thế nên hỏi Phật. Bồ Tát mới phát tâm nên niệm Pháp gì? Phật đáp nên niệm trí nhất thiết chủng. Trí nhất thiết trùng tức là vô thượng tránh đẳng tránh giác, nhất thiết trí Pháp Phật, Phật đạo đều là tên khác của trí nhất thiết chủng. Hỏi cớ gì Phật đáp nên niệm trí nhất thiết trùng? đáp vị bồ tát mới phát tâm chưa được trí tuệ sâu xa được bỏ cái vui ngũ dục của thế gian vì vậy nên phật dạy buộc tâm niệm tưởng nhất thiết trí nên nghĩ rằng nếu bỏ được cái vui nhỏ nhặt với hết tạp sẽ được cái vui thanh tịnh lớn lao bỏ cái vui điên đảo hư dối sẽ được cái vui chân thật bỏ cái vui trong vòng trói buộc sẽ được cái vui giải khát bỏ cái vui lành của riêng mình sẽ được cái vui lành chung của cả chúng sinh vì được lợi ích như vậy nên Phật dạy hàng mới phát tâm thường niệm đến nhất thiết trí. Tù Bồ Đề hỏi: trí nhất thiết trùng ấy là hữu pháp hay là vô pháp? thế nào duyên, thế nào tăng thượng, thế nào hành, thế nào tướng? Phật đáp: trí nhất thiết trùng không có gì của chính nó, không có gì của chính nó ấy, là chẳng phải pháp, không sinh không diệt, như thật duyên các pháp cũng không có gì của chính nó. niệm là tăng thượng, tịch diệt là hành, vô tướng là tướng. hỏi đều là rốt ráo không? cớ sao chỉ nói niệm là tăng thượng? Đáp, các Pháp đều có sức, trí tuệ Phật là rốt giáo không? Như như Pháp tính, thật tế, vô tướng, nghĩa là tướng tịch diệt. Phật được trí tuệ nhất thiết trùng, không còn suy nghĩ, không còn khó dễ, gần xa, niệm gì cũng đều được, nên nói, niệm là tăng thượng. Tu Bồ Đề hỏi, chỉ trí nhất thiết trùng không có Pháp, hay sao Pháp vân vân cũng không có Pháp? Phật đáp hết thảy sắc pháp vân vân cũng không có pháp. Phật tự nói nhân duyên, nếu Pháp tự nhân duyên hòa hợp sinh, thời không có tự tính. Nếu Pháp không có tự tính, tức là không, không có Pháp. Vì nhân duyên ấy, nên biết tính của hết thảy Pháp, không có gì của chính nó. tu Bồ Đề hỏi, Bồ Tát mới phát tâm lấy phương tiện gì hành thí ba la mật cho đến trí nhất thiết chủng, nghiêm tệ cõi Phật, giáo hóa chúng sinh. Phật đáp, học trò Pháp tính, không có gì của chính nó, và định quan sát, cũng có thể chứa nhóm cầu đức, giáo hóa chúng sinh, nghiêm tệ cõi Phật, đó là tức là sức phương tiện vì hai pháp có và không có thể hành trong một lúc nghĩa là rốt giáo không và chứa nhóm phước đức người ấy khi tu sáu ba la mật cũng tu tập phật đạo như tâm phật vì pháp rốt giáo không không có gì của chính nó mà tu sáu ba la mật cho đến trí nhất thiết trùng bồ tát hành đạo ấy có thể đầy đủ mười lực của phật bốn điều không sợ bốn trí vô ngại mười tám pháp không chung đại tử đại bi khi hành bồ tát đạo đầy đủ pháp ấy đến lúc ngồi đạo tràng dùng một niệm tương ứng với tuệ mà được trí nhất thiết trùng. Như người ban đêm mất châu báu, ánh sáng điện tạm hiện lên liền trở lại được, phiền não và tập khí vĩnh viễn rất sạch, không còn sinh trở lại. Được thành Phật rồi, Phật xem mười phương thế giới hết thảy vật còn chẳng thấy không, cũng gì thấy có. Pháp giáo không phá trừ được điên đảo, làm cho Bồ Tát được thành Phật. Việc ấy còn không thể có được, huống gì Pháp phàm phu, điên đảo chấp có. Vì thế nên biết hết thảy Pháp không có tướng gì của chính nó, ấy là phương tiện của Bồ Tát, không còn không thể có được, huống gì có. Bồ Tát nên hành bát nhã ba la mật không có sở hữu, Bồ Tát hành bát nhã ba la mật không có sở hữu ấy, hoặc trong khi bố thí để biết vật bố thí không, không có gì của chính nó. Người nhận thí và tâm Bồ Tát cũng không có gì của chính nó, cho đến trí nhất thiết chủng, người được, pháp được, chỗ được, vô pháp còn không thể biết hướng gì là hữu pháp người được là bồ tát pháp được là vô thượng chánh đẳng chánh giác pháp dùng để được là đạo bồ tát đều biết pháp ấy không có gì của chính nó vì sao vì hết thảy pháp bản tính như vậy không vì trí tuệ nên đổi khác chẳng phải phạm phu làm chẳng phải thánh hiền làm hết thảy pháp không làm không người làm ý của tu bồ đề là nếu các pháp hoàn toàn là tướng không có gì của chính nó thời ai biết là không có gì của chính nó thế nên hỏi phật các pháp tính các pháp xa lìa làm sao tính xa lìa biết được các pháp xa lìa hoặc có hoặc không vì sao vì vô pháp không thể biết vô pháp hữu pháp không thể biết hữu pháp vô pháp không thể biết hữu pháp hữu pháp không thể biết vô pháp Bạch Đức Thế Tôn như vậy hết thảy Pháp không có tướng gì của chính nó. Làm thế nào Bồ Tát phân biệt Pháp ấy hoặc có hoặc không? Phật đáp, Bồ Tát theo nghĩa thế tục mà vì chúng sinh nói hoặc có hoặc không, chẳng phải theo đệ nhất nghĩa. Nếu có là thật có, thời không có cũng nên thật có. Nếu có không thật có, thời không có, làm sao lại có thật? từ Bồ Đề hỏi, thế tục và đệ nhất nghĩa có khác nhau chăng? Nếu khác, thời là phá hoại pháp tính nên nói không khác. Thế tục tính như tức là đệ nhất nghĩa tính như chúng sinh không biết tính như ấy nên theo nghĩa thế tục nói hoặc có hoặc không lại nữa chúng sinh có chỗ chấp trước đối với nằm thọ ấm vì muốn chúng sinh ấy ra lìa sở hữu được vô sở hữu nên bồ tát nói vô sở hữu theo pháp thế tục phân biệt các pháp muốn làm cho chúng sinh biết tính cách vô sở hữu ấy như vậy bồ tát nên học bát nhã ba la mật vô sở hữu giải thích phẩm bồ tát hạnh thứ 72 hai Kinh từ Bồ Đề Bạch Phật rằng Bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn nói Bồ Tát Hạnh Thế nào là Bồ Tát Hạnh? Phật dạy Bồ Tát Hạnh là hành vô thượng tránh đẳng tránh giác Bạch Đức Thế Tôn Thế nào là Bồ Tát Hạnh vô thượng tránh đẳng tránh giác là Bồ Tát Hạnh? Phật dạy nếu Bồ Tát hành sắc không Hành thọ tưởng hành thức không Hành nhãn không cho đến ý Hành sắc không cho đến pháp Hành nhãn giới không cho đến ý thức giới Hành thí ba la mật cho đến bát nhã ba la mật hành nội không ngoại không nội ngoại không cho đến vô pháp hữu pháp không hành sơ thiện, nhị thiền tam thiền tứ thiền hành tứ bi hỷ xả hành vô biên hư không xứ vô biên thương xứ vô sở hữu xứ vì hữu tưởng phi vô tưởng xứ hành bốn niệm xứ bốn tránh cần bốn như ý túc năm căn năm lực bảy giác phần tám phần thánh đạo hành tam muội không tam muội vô tướng tam muội vô tác hành tám bội xả định chính thứ lớp mười lực của phật bốn điều không sợ bốn trí vô ngại mười tám pháp không chung đại tử đại bi nghiêm tịnh cõi phật thành tựu tuệ giác cho chúng sinh các vô ngại biện tài hành văn tự vào vô văn tự hành các môn đà la ni hành tính hữu vi tính vô vi giống như vô thượng tránh đẳng tránh giác không thấy hai pháp như vậy bồ tát hành bát nhã ba la mật gọi là hành vô thượng tránh đẳng tránh giác ấy là hạnh bồ tát tu bồ đề bạch phật rằng bạch đức thế tôn thế tôn nói phật phật có nghĩa là gì phật bảo tu bồ đề biết nghĩa thật của các pháp nên gọi là phật lại nữa, chứng được thật tướng các Pháp nên gọi là Phật, thông suốt nghĩa thật của các Pháp nên gọi là Phật, lại nữa như thật biết hết thảy Pháp nên gọi là Phật. Từ Bồ Đề Thưa, Bồ Đề nghĩa là gì? Phật dạy nghĩa không là nghĩa Bồ Đề, nghĩa như, nghĩa Pháp tính, nghĩa thật tế là nghĩa Bồ Đề. Lại nữa, danh tướng nguồn thuyết là nghĩa Bồ Đề. Thật nghĩa Bồ Đề không thể hoại, không thể phân biệt là nghĩa Bồ Đề. Lại nữa, thật tướng các Pháp không dối, không khác là nghĩa Bồ Đề vì vậy nên gọi là bồ đề lại nữa bồ đề ấy chư phật có được gọi là bồ đề lại nữa trí biết chân chánh cùng khắp của chư phật gọi là bồ đề tu bồ đề bạch phật rằng bạch đức thế tôn nếu bồ tát vì bồ đề ấy mà hành sáu ba la mật cho đến hành trí nhất thiết trùng đối với các pháp gì được gì mất gì thêm gì bớt gì sinh gì diệt gì cấu gì tịnh phật bảo tu bồ đề nếu bồ tát hành sáu ba la mật cho đến hành trí nhất thiết trùng đối với các pháp không được không mất không thêm không bớt không cấu không tịnh vì sao vì bồ tát hành bát nhã ba la mật không vì sự được mất thêm bớt sinh diệt cấu tịnh tu bồ đề bạch phật rằng bạch đức thế tôn nếu bồ tát hành bát nhã ba la mật không vì sự được mất cho đến không vì cấu tịnh thế nào bồ tát hành bát nhã cho đến nhiếp thủ được thí ba la mật cho đến bát nhã ba la mật làm sao hành nội không cho đến vô pháp hữu pháp không? Làm sao hành thiền bốn tâm vô lượng, bốn định vô sắc, bốn niệm xứ cho đến tám phần thánh đạo? Làm sao hành không vô tướng vô tác giải thoát môn? Làm sao hành mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn trí vô ngại? mười tám pháp không chung đại từ đại bi làm sao hành mười điệu của bồ tát làm sao vượt quá thanh văn bích chi phật mà vào bồ tát vị phật bảo tu bồ đề bồ tát khi hành bát nhã ba la mật không cho hai pháp hành thí Ba La Mật cho đến Bát Nhã Ba La Mật, không do hai pháp hành nội không cho đến trí nhất thiết trùng. Tu bổ Đề Thưa, bạch Đức Thế Tôn, nếu Bồ Tát không do hai pháp hành thí Ba La Mật cho đến Bát Nhã Ba La Mật, không do hai pháp hành nội không cho đến trí nhất thiết trùng. Vậy Bồ Tát, từ khi mới phát tâm cho đến tâm sau cùng làm sao tăng trưởng căn thiện, Phật bảo tu Bồ Đề nếu hành hai pháp thời can thiện không được tăng trưởng vì sao vì hết thảy phạm phu đều được hai pháp nên không được tăng trưởng can thiện bồ tát hành pháp không hai nên từ khi mới phát tâm cho đến tâm sau cùng ở khoảng trung gian ấy được tăng trưởng can thiện vì thế nên đối với bồ tát hết thảy thế gian trời người atula không thể chế phục không thể phá hoại thiện căn ấy làm cho đọa vào địa vị thanh văn bích chi phật và các pháp ác không thiện không thể chế ngàn bồ tát làm cho không thể hành thí ba la mật tăng trưởng can thiện cho đến hành bát nhã ba la mật cũng như vậy này tu bồ đề bồ tát nên hành bát nhã ba la mật như vậy bạch đức thế tôn bồ tát vì can thiện nên hành bát nhã ba la mật chăng phật đáp không bồ tát vì cũng không vì can thiện nên hành bát nhã ba la mật vì sao vì theo pháp của bồ tát nếu chưa cũng dường chư phật chưa đầy đủ can thiện chưa được chân tri thức không thể được trí nhất thiết trùng Phật bảo tu Bồ Đề, Bồ Tát từ khi mới phát tâm cũng dường chư Phật. 12 bộ kinh của Phật nói là khế kinh cho đến vận nghị. Bồ Tát nghe rồi thọ trì, đọc tụng thông lợi, tâm quán giác, thấu suốt. Thấu suốt rồi nên được Đà La Ni, được Đà La Ni nên có thể khởi lên trí vô ngại. Khởi lên trí vô ngại nên từ chỗ sinh ra cho đến nhất thiết trí, chọn không quên mất. Cũng đối với chỗ chư Phật gieo trồng căn lành, được căn lành thủ hộ, chọn không đạm vào ác đạo và các nạn, Do nhân duyên can thiện nên được thân tâm thanh tịnh. Được thân tâm thanh tịnh nên có thể nghiêm tịnh cõi Phật thành tựu tệ giác cho chúng sinh. Được thiện can thù hộ nên thường không giỏi trần trí thức là không giỏi chư Phật, các Bồ Tát, các thanh văn và những người tán thán Phật Pháp Tăng. Như vậy Bồ Tát nên cũng dường chư Phật, gieo trọng căn lành, thân cận thiện trí thức. Luận trong phẩm trên, từ Bồ Đề hỏi Phật, Kinh thường nói bát nhã ba la mật, sao gọi là bát nhã ba la mật? Phật dù mỗi mỗi nhân duyên đáp nhân việc ấy nên trong phẩm này lại hỏi Phật kinh thường nói Bồ Tát tu hành vậy thế nào là hạnh Bồ Tát thế nên tu bộ đề hỏi Bồ Tát hạnh hỏi nếu trong bát nhã Thù nhiếp hết thải pháp lại bát nhã tức là Bồ Tát hạnh cớ sao còn hỏi đáp hết thải Bồ Tát đạo gọi là Bồ Tát hạnh trí tuệ biết khắp thật tướng các pháp gọi là bát nhã bà la mật ấy là chỗ sai khác nếu kinh bát nhã và Bồ Tát hạnh nhiếp vào nhau Thầy không khác Lại nữa có người nói Bồ Tát hạnh là thân nghiệp Nghiệp khẩu, nghiệp ý của Bồ Tát Các việc của Bồ Tát làm Gọi là Bồ Tát hạnh Vì việc ấy nên tu Bồ Đề chỉ muốn Phân biệt tránh hạnh của Bồ Tát nên hỏi Vì vậy Phật đáp Bồ Tát hạnh là làm các hạnh lành Vì cầu vô thượng tránh đẳng tránh giác Ấy là tránh hạnh của Bồ Tát Nếu Bồ Tát làm việc bất thiện, vô ký Và làm việc thiện mà tâm chấp trước Thầy chẳng phải là Bồ Tát hạnh chỉ đem tầm từ bi và trí tuệ về không tính vì vô thượng tránh đẳng tránh giác mà làm ấy gọi là bồ tát hạnh thế nào là hạnh thanh tịnh nghĩa là hành sắc không hành thọ tưởng hành thức không cho đến hành tính hữu vi tính vô vi không đối với các pháp ấy không phân biệt là không là thật là hữu vi là vô vi cũng như vô thượng tránh đẳng tránh giác diệt hết hết luận không có hai tướng ấy gọi là hành bồ tát không ai có thể phá hoại cũng không có lỗi lầm Tu Bồ Đà nghe Bồ Tát Hạnh rồi hoan hỷ hỏi Quả của Bồ Tát Hạnh là được làm Phật Kinh thường nói Phật Vậy Phật có nghĩa là gì? Phật đáp biết thật nghĩa của các Pháp nên gọi là Phật Hỏi nếu như vậy A-la-hán với Chê Phật và Đại Bồ Tát Cũng biết thật nghĩa các Pháp Cứ sao không gọi là Phật? Phật đáp trên đã nói ví dụ Phật đốt đèn Đối với Phạm Phu là thật Đối với Phật không thật Vì Phạm Phu bị phiền não tập khí che lấp Nên không cho là thật không thể được trí nhất thiết trùng, không dứt hết nghi hối đối với hết thải pháp, nên không gọi là tránh trí thật nghĩa như trên phân biệt. Hỏi biết thật nghĩa các pháp, được thật tướng các pháp, thông suốt thật nghĩa và như thật biết hết thải pháp, bốn việc ấy có gì khác nhau? Đã có người nói, nghĩa không khác nhưng danh tự khác. Có người nói, nghĩa là thật tướng cao pháp, chẳng sinh chẳng diệt, pháp tướng thường trú như niết bàn. Vì hiểu được nghĩa ấy nên gọi là Phật, đối với nghĩa ấy thường giác ngộ không sai lầm dùng các danh tướng nói cho chúng sinh hiểu thật nghĩa đệ nhất thế nên trong bốn vô ngại nói riêng nghĩa vô ngại và pháp vô ngại nên có sai khác có người tuy được thật nghĩa các pháp mà không thể thông suốt vì hai nhân duyên một là phiền não chưa hết hai là chưa được nhất thiết trí như tu đà hoàn tư đà hàm a na hàm chưa dứt phiền não nên không thể thông suốt a à la hán bích chi phật Bồ Tát đã dứt hết phiền não vì chưa được chế nhất thiết chủng nên không thể thông suốt. Thế nên nói thông sư thật nghĩa gọi là Phật Câu như thật biết hết thầy Pháp Là tóm hết ba điều trên cũng Nghĩa cũng Pháp Và hết thầy Pháp hoặc có hoặc không Mỗi mỗi hiểu rõ như đã nói trong nghĩa trí nhất thiết chủng Cũng biết tướng tịch diệt Cũng biết tướng hữu vi Lại nữa, Bồ Tát là trí Phật là người trí Vì được trí ấy nên gọi là người trí Tu Bồ Đề hỏi Bạch Đức Thế Tôn sao gọi là Bồ Đề Phật đáp Không như như pháp tính thật tế gọi là Bồ Đề trí tuệ thật tướng tương ứng với tam muội không duyên như pháp tính thật tế nên bồ đề gọi là trí tuệ thật tướng hạ người còn ở trong ba học đạo kiến đạo tu đạo và vô học đạo chưa dứt phiền não tuy có trí tuệ mà không gọi là bồ đề ba hạng người vô học dứt hết vô minh không còn thừa nên trí tuệ gọi là bồ đề hai hạng người vô học không được như thiết trí chân tránh biết khắp các pháp nên không được gọi là vô thượng tránh đẳng tránh giác duy chỉ trí tuệ Phật mới gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại nữa, danh tướng ngôn ngữ văn tự gọi là Bồ Đề, thật nghĩa Bồ Đề thầy không thể phân biệt phá hoại. Lại nữa, Bồ Đề là như không sai khác. Thường không hư dối, vì sao Vì trí tuệ của chúng sinh chuyển chuyển cao hơn cho đến Phật không ai hơn nữa. Cả Pháp cũng chuyển chuyển cao hơn, trước là hư vọng, sau là chân thật, cho đến không còn Pháp nào thật hơn Bồ Đề, thế nên Bồ Đề gọi là thật. Lại nữa, như vì được Bồ Đề nên gọi là Phật, này vì Phật được nên gọi là Bồ Đề. Lại có người nói, tận trí biết sự sinh đà tận, ấy gọi là Bồ Đề. Có người nói, tận trí vô sinh trí gọi là Bồ Đề. Có người nói, vô ngại giải thoát gọi là Bồ Đề. Vì sao? Vì được giải thoát ấy đối với hết thảy Pháp đều thông suốt. Có người nói, bốn trí vô ngại là Bồ Đề. Vì sao? Vì Phật biết thật tướng các Pháp, đấy là nghĩa vô ngại biết phân biệt danh tướng của các pháp ấy là pháp vô ngại phân biệt mỗi mỗi ngữ ngôn khiến chúng sinh được hiểu ấy là từ vô ngại thuyết pháp giáo hóa không cùng tận ấy là lạc thuyết vô ngại vì bốn vô ngại đầy đủ lợi ích chúng sinh nên gọi là bồ đề có người nói mười lực của phật bốn điều không sợ mười tám pháp không chung đại từ đại bi trí nhất thiết chủng vô lượng pháp phật như vậy đều gọi là bồ đề vì sao vì trí tuệ lớn nên các pháp đều gọi là bồ đề có người nói chân bồ đề là phật vì đủ mười trí vô lậu, thọ tưởng hành thức, nghiệp thân, nghiệp khẩu và tâm bất tương ưng, hành tương ưng với mười trí, đều gọi là Bồ Đề. Cùng duyên cùng sinh, cùng giúp nhau nên đều gọi là Bồ Đề, lại có người nói nghĩa Bồ Đề thì vô lượng vô biên chỉ có Phật mới có thể biết khắp, người khác biết được phần ít, thì như các châu báu của truyền đơn Thánh Vương không ai có thể phân biệt biết được giá trị của nó, Thánh Vương xuất kho báu. Người Người khác mới có thể biết được. Trong đây tu Bồ Đề hỏi Phật về tướng Bồ Đề xong lại hỏi nếu tướng Bồ Đề là rốt giáo không không thể phá hoại, Bồ Tát hành sáu ba la mật tăng trưởng can thiện gì? Phật đáp nếu Bồ Đề hành thật tướng Bồ Đề, đối với hết thẻ Pháp không có tăng trưởng gì, hướng gì thiện căn, vì sao? Vì bát nhã không? Vì được mất cho đến như sạch mà xuất hiện. Bởi vì rốt giáo thanh tịnh, Phật hứa khả ý ấy tu Bồ Đề lại hỏi nếu không thêm bớt, làm sao Bồ Tát hành bát nhã mà nhiếp thủ các hạnh Bồ Tát khác? Phật đáp, Bồ Tát khi hành pháp ấy, chẳng vì hai pháp nên hành mà cục hành hòa hợp với rốt giáo không, thế nên không nên vấn nạn. Tu Bồ Đà lại hỏi, nếu Bồ Tát không hành hai pháp, thì làm sao từ khi mới phát tâm cho đến tâm sau cùng tăng trưởng thiện căn? Phật đáp, nếu người hành hai pháp tức là điên đảo không thể tăng trưởng can thiện, thí như người nằm mộng tuy được của lớn rốt của không có được gì, trong khi thức được nhiều ít mới thật là được. Phật bảo tu bổ đẻ hết thảy người phàm đều đắm vào hai pháp nên không thể tăng trưởng can thiện. Bồ Tát hành theo thật tướng các Pháp, đó là Pháp không hài, nên từ khi mới phát tâm cho đến khi tâm sau cùng tăng trưởng thiện căn, không có sai lầm. Vì thế nên đối với Bồ Tát ấy hết thảy trời người Atula không thể phá hoại thiện căn kia, khiến phải đoạn vào dị thừa. Những điều ác khác cũng không thể phá hoại. Những điều ác khác là các phiền não sàn thảm vân vân phá hoại thí ba la mật. Lại hỏi, Bồ Tát vì can thiện nên hành bát nhã chăng? Phật đáp, không vì thiện, không vì bất thiện mà hành bát nhã hỏi không vì căn bất thiện mà hành bát nhã có thể được cỡ sao lại không vì thiện căn nên hành phật đáp vì quý vô thượng chánh đẳng chánh giác nên tùy hành các thiện căn mà vì thành tựu việc chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác chứ không vì quý thiện căn như trong kinh ví dụ trước bẻ nói, thiện pháp còn nên bỏ huống gì pháp bất thiện. Thiện căn là giúp cho Phật đạo như người không phải vì chiếc bè nên qua sông, mà vì đến bờ kia. Trong đây Phật vì nói nhân duyên, Bồ Tát chưa cúng chưa Phật, chưa được chân thiện tri thức, thời không thể được trí nhất thiết trùng Thế nên tùy giao trọng can thiện không cho là quý, mà chỉ quý vì vô thượng tránh đẳng tránh giác. Từ Bồ Đề Thừa làm sao Bồ Tát tùy không vì thiện căn mà có thể cúng dường chư Phật cho đến được trí nhất thiết chủng. Phật đáp, Bồ Tát từ khi mới phát tâm lại đây cúng dường chư Phật như trong kinh nói, vì cúng dường Phật lớn là lớn nên chỉ nói Phật. Nhưng nên biết đã cúng dường bích chi Phật cho đến Bồ Tát chú địa vị cản tuệ. Người phàm phu vì nghe Pháp nên theo Bồ Tát nghe giảng 12 bộ kinh vì không thể, thường được thầy có luôn bền mình nên đều nên thọ trì. Vì hay quên nên đọc tụng làm cho thông lợi, tầm quan sát là thường buộc tâm vào quyển kinh, thứ lớp nhớ nghĩ, trước dòng nguồn ngữ, tuyên giảng nghĩa lý, sau được thấu rõ, thức được Đà La Ni. Đà La Ni có hai, một là Đà La Ni Văn Chỉ, nghĩa là nghe đầu nhớ đó, hai là Đà La Ni biết được thật tướng các pháp, đọc tụng tu tập, thường nhớ nghĩ, nên được Đà La Ni Văn Chỉ, thấu suốt nghĩa lý, nên được thật tướng Đà La Ni. Ở trong hai đà la ni ấy có thể sinh trí vô ngặt ngại vì chúng sinh thuyết pháp nên đầy đủ bốn trí vô ngại. Tu Bồ Đề hỏi, nếu Bồ Tát có trí vô ngăn ngại thời khác gì với Phật? Phật đáp vô ngăn ngại có hai, một là thật vô ngại, hai là danh từ vô ngăn ngại. Trong đây trừ Phật vô ngăn ngại, các người khác theo Bồ Tát được vô ngăn ngại. Do Bồ Tát tụng kinh nên từ chỗ sinh ra cho đến khi được nhất thiết trí chọn không quên mất. Vì sao? Vì vào sâu, đọc tụng kinh Pháp nên phiền não bị trẻ mỏng. Được can thiện hộ trí nên không đạ vào ác đạo và các nạn. Thí như người mù được người sáng mắt giúp đỡ, chọn không bị xa hầm, xỉa hố. Nhờ phước can thiện nên được thâm tâm thanh tịnh, Thần tâm thành tịnh là thương yêu hết thảy chúng sanh, tuy đối với kẻ giặc oán cũng không ra ác, cũng nghĩa là không cướp mạng sống, lại trí tuệ và phước đức lớn nên phiền não nhỏ ít, không thể tra lấp thiện tâm của Bồ Tát. Lại tâm sâu xa là đối với chúng sinh có được tâm tử bi, tâm không xả bỏ, tâm cứu độ và tâm đối với các pháp biết được vô thường, khổ, không, vô ngã, rốt ráo không cho đến đối với Phật không sinh tưởng Phật tưởng Niết Bàn, ấy gọi là thâm tâm thành tịnh. Vì thanh tịnh thâm tâm nên có thể giáo hóa chúng sinh. Vì sao? Vì phiền não mỏng nên không khỏi tâm cống cao, tâm chấp ngã, tâm xuân giận. Nên chúng sinh ưu mến, tín thọ, đời dạy bảo. Vì giáo hóa chúng sinh nên nghiêm tịnh cõi Phật. Như trong phẩm Phật Quốc của Kinh tỳ Ma Lạc Cật nói. Vì chúng sinh tịnh nên cõi nước tịnh, vì được can thiện hộ trì nên chọn không lìa thiện tri thức. Thiện tri thức là chư Phật, Đại Bồ Tát, A-La-Hán. Được nói tướng thiện trí thức nghĩa là người có thể tán thán tam bảo, như vậy bồ tát nên cúng dường chư phật gieo trồng cát lành gần gũi thiện tri thức vì sao ví như người bệnh nên tìm thầy thuốc hay vào cỏ thuốc phật là thầy thuốc hay các thiện căn là cỏ thuốc xem người bệnh là thiện tri thức người bệnh có đủ ba việc ấy nên bệnh được lành bồ tát cũng như vậy có đủ ba việc ấy nên dứt các phiền não làm lợi ích chúng sinh giải thích phẩm gieo trồng thiện căn thứ 73, kinh đại bát nhã ghi hội 2, Phẩm thần cận thứ 71 Kinh tu Bồ Đề Bạch Phật rằng Bạch Đức Thế Tôn Bồ Tát nếu không cúng dường Phật Không đầy đủ can thiện Không được trần thiện tri thức Có được nhất thiết trí chăng Phật bảo tu Bồ Đề Bồ Tát cúng dường trừ Phật Gieo trồng thiện căn được trần thiện tri thức Được trần trí thức mà được nhất thiết trí còn khó, hướng gì không cúng dường Phật, không gieo trồng can thiện, không được trần trí thức. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát cúng dường chư Phật, giao trọng can thiện, được chân trí thức, vì sao khó được trí nhất thiết chủng? Phật bảo Tu Bồ Đề vì Bồ Tát xa liền sức phương tiện, không theo Phật nghe nói sức phương tiện, giao trọng can thiện không đầy đủ, không thường theo lời dạy của thiện trí thức. Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là sức phương tiện mà Bồ Tát hành sức phương tiện ấy được trí nhất thiết chủng? Phật dạy, Bồ Tát từ khi mới phát tâm hành thí ba la mật, niệm tương ứng với nhất thiết trí mà bố thí cho Phật hoặc bích chi Phật hoặc thanh văn hoặc người hoặc chẳng phải người khi ấy không sinh ý tưởng bố thí ý tưởng người nhận thí vì sao vì quán xem tự tướng không hết thảy pháp không sinh không có tướng chắc thật không có chuyển đổi và trong thật tướng các pháp nghĩa là tướng không làm của hết thảy các pháp không khỏi Bồ Tát do sức phương tiện ấy nên tăng trưởng thiện căn tăng trưởng thiện căn nên hành thí ba la mật nghiêm tịnh cõi Phật thành tựu tuệ giác cho chúng sinh bố thí mà không lãnh thọ quả báo thế gian chỉ vì muốn cứu độ chúng sinh nên bố thí lại nữa tu bồ đà bồ tát từ khi mới phát tâm tu chỉ giới niệm tương ứng với nhất thiết trí trong khi chỉ giới không rơi vào dâm nộ si cũng không rơi vào các phiền não trói buộc và các pháp hồng thiện phá đạo hoặc san tham phá giới Sần gian giải đãi loại ý ngu si kêu mạ đại mạ mạn mạn mạ, ngã mạn tăng thượng mạn bất như mạ tà mạn. Mà không rơi vào tâm thành văn bích chi Phật. Vì sao? Vì Bồ Tát ấy quán thấy tự tướng hết thảy Pháp không, không sinh, không có tướng chắc thật, không có hết chuyển đổi và thật tướng các Pháp, nghĩa là tướng hết thảy Pháp không làm, không khởi. Bồ Tát thành tựu sức phương tiện ấy nên tăng trưởng can thiện, tăng trưởng can thiện nên tu giới ba la mật, nghiêm tịnh cõi Phật, thành tựu tệ giác cho chúng sinh, chỉ giới mà không thọ quả báo của thế gian, chỉ vì muốn cứu chúng sinh nên tu chỉ giới. Lại nữa, Tu Bồ Đề, Bồ Tát từ khi mới phát tâm tu nhẫn nhục ba la mật, niệm tương ứng với nhất thiết trí, thành tiểu sức phương tiện nên tu kiến đế đạo, tư duy đạo và cũng không thủ chứng quả tu đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm, a la hán. Vì sao? Vì Bồ Tát ấy biết tự tướng các pháp không, không sinh, không có tướng chắc thật, không có tướng chuyển đổi. Khi tu phát trợ đạo mà vượt quá địa vị thành văn bích chi Phật, tu bồ đề ấy gọi là pháp vô sinh nhẫn lại nữa tu bồ đề bồ tát từ khi mới phát tâm tu nhẫn dục ba la mật vào sơ thiền cho đến đệ tứ thiền vào bốn tâm vô lượng bốn định vô sắc tuy ra vào các thiền mà không thọ quả báo vì sao vì bồ tát ấy thành tựu sức phương tiện ấy nên biết tự tướng các thiền định không không sinh không có tướng chắc thật không có chuyển đổi nghiêm tịnh cõi phật thành tựu tệ giác cho chúng sinh tình tấn mà không thọ quảng báo thế gian chỉ vì muốn cứu độ chúng sinh nên tù tình tấn lại nữa tu bồ đề bồ tát từ khi mới phát tâm tu thiền ba la mật điểm tương ương với nhất thiết trí vào tám bộ xả định chính thứ lớp cũng không thủ chứng quả tu đà hà cho đến a la hán vì sao vì bồ tát ấy biết tự tướng các pháp không không sinh không có tướng chắc thật không có chuyển đổi lại nữa tu bồ đề bồ tát từ khi mới phát tâm tu bát nhã ba la mật học mười lực của phật bốn điều không sợ bốn trí không ngại mười tám pháp không trùng đại từ đại bi cho đến chưa được trí nhất thiết trí chưa nghiêm tịnh cõi phật chưa thành tựu tuệ giác cho chúng sinh ở khoảng trung gian ấy nên tu hành như vậy vì sao? Vì Bồ Tát biết tự tướng các pháp không, không sinh, không có tướng chắc thật, không có chuyển đổi. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát nên hành bát nhã ba la mật như vậy mà không thọ quả báo. Luận Hỏi, cớ gì? Tu Bồ Đề hỏi câu thô thiền rằng không cúng dường chư Phật, không đầy đủ can thiện, không được, trần trí thức, có được nhất thiết trí chăng? đáp có người nói như tình hay thải pháp rốt giáo không không có gì của chính nó trong rốt giáo không gieo trồng can thiện và không gieo trồng can thiện không khác nhau nếu như vậy có thể không cúng dường chư phật không gieo trồng thiện căn không được trần trí thức cũng được nhất thiết trí chăng lại có người nghi rằng có nhiều cách được nhất thiết trí có thể không cần gieo trồng thiện căn vì thế vì vậy thế nên hỏi phật phật đáp nếu cúng dường chư phật gieo trồng căn lành được trần trí thức còn khó được uống gì không cúng dường tù bộ đề hỏi vì trong rốt giáo không không có phước và chẳng phải không có phước cứ gì nói chỉ do phước đức nên được Phật đáp ở trong thế đế có phước nên được tù bộ đề vì thấy chúng sinh đám trước đều không có gì của chính nó nên hỏi phật lấy việc không đám trước pháp mà đáp nghĩa là tinh tấn tu phước còn không thể được hướng gì không tu phước như người hành đạo đi khất thực đến một xóm làng từ một nhà đến một nhà khất thực không được thấy một con chó đói nằm liệt lấy gậy đánh nó nói rằng đồ xúc sinh vô trí ta dùng mọi cách đến từng nhà xin ăn còn không được uống gì mày nằm đó mà mong được tu Bồ đề hỏi có nhân duyên cúng dường trừ phật ấy cớ sao không được quả báo phật đát vì xa lìa sức phương tiện sức phương tiện là bát nhã ba la mật tuy thấy sát thần phật mà không lấy mắt trí thấy pháp thân tuy giao trồng chút ít thiện căn mà không đầy đủ tuy được thiện tri thức mà không gần cuối hỏi hàn, lãnh thọ lại phật tự nói nhân duyên bồ tát từ khi mới phát tâm vì hiểu tâm và vô tâm nên tu thí ba la mật hiểu tâm là tâm tương ứng với nhất thiết trí mà bố thí niệm đến vô lượng công đức của chư phật thương xót chúng sinh nên bố thí vô tâm là nếu bố thí cho phật cho đến kẻ phàm phu mà không sinh ba tưởng là tưởng người thí người nhận thí và vật bố thí thì vì sao vì tất cả pháp tự tướng không từ xưa lại đây thường chẳng sinh không có tướng định hoặc một hoặc khác hoặc thường hoặc vô thường vân vân vì pháp ấy tự tướng không nên không thể chuyển đổi an trú trong như quan sát như vậy tức vào thật tướng các pháp nghĩa là tướng không làm không khởi hết thảy pháp không có năng tác sở tác không sinh tâm cao ngạo không có hy vọng gì vì sức phương tiện như vậy nên có thể tăng trưởng can thiện xa lìa căn bất thiện giáo hóa chúng sinh nghiêm tịnh cõi phật bố thí hoặc nhiều hoặc ít không thọ quả báo thế gian chỉ muốn cứu độ chúng sinh bồ tát thí cho chúng sinh có hạn có lượng nghĩ rằng ta đời trước không làm phước đức sâu dày nên đời nay không thể bố thí rộng rãi cho chúng sinh ta nay nên hành bố thí thật nhiều thật sâu xa được quả báo ấy rồi có thể làm lợi ích đầy đủ bố thí rộng rãi cho vô lượng chúng sinh hoặc được lợi đời nay hoặc được lợi về sau lợi về đạo đức không có sức phương tiện như vậy bồ tát tuy cúng dường phật gieo trò cát lành được trần trí thức còn không được nhất thiết trí huống gì không cúng dược. nằm bà làm mật kia cũng như vậy hết cuốn tám năm theo bản hán cuốn tám sáu giải thích phẩm biến học thứ bảy tư kinh bấy giờ tu bồ đề bạch phật rằng bạch đức thế tôn bồ tát thành tựu đại trí tuệ hành pháp sâu xa ấy cũng không thọ quả báo phật bảo tu bồ đề như vậy như vậy bồ tát thành tựu đại trí tuệ hành bồ tát sâu xa ấy cũng không thọ quả báo vì sao? Vì Bồ Tát ấy đối với các Pháp chẳng động, Bạch Đức Thế Tôn đối với các Pháp gì chẳng động, Phật dạy đối với Pháp tính không có sở hữu bất động. Lại nữa, Bồ Tát đối với tính sắc bất động, đối với tính thọ tưởng hành thức bất động, đối với tính thí ba la mật cho đến bát nhã ba la mật tính bất động. Đối với tính bốn thiền bất động, tính bốn tầm vô lượng bất động, tính bốn định vô sắc bất động, tính bốn niệm xứ bất động cho đến tính tám phần thánh đạo bất động đối với không tam muội vô tướng vô tác tam muội cho đến tính đại từ đại bi bất động vì sao vì tính các pháp ấy chính là không có sở hữu vì pháp không có sở hữu không thể được pháp có sở hữu tu bộ Đề thừa pháp có sở hữu có thể điều pháp có sở hữu chăng phật dạy không bạch đức thế tôn pháp có sở hữu có thể được pháp không có sở hữu chăng phật dạy không bạch đức thế tôn pháp không có sở hữu có thể được pháp không có sở hữu chăng phật dạy không bạch đức thế tôn nếu không có sở hữu không thể được pháp có sở hữu pháp có sở hữu không thể được pháp không có sở hữu pháp có sở hữu không thể được pháp không có sở hữu pháp không có sở hữu không thể được pháp không có sở hữu vậy sẽ không có thế tôn không được đạo ư Phật dạy có được nhưng không cho bốn cộng được. Bạch Thế Tôn thế nào là được? Phật dạy chẳng phải có sở hữu, chẳng phải không có sở hữu, không có các hí luận ấy, ấy gọi là đắc đạo. Bạch Đức Thế Tôn những gì là pháp hí luận của Bồ Tát? Phật dạy Bồ Tát quán sắc hoặc thường hoặc vô thường ấy là hí luận. Quán thọ tưởng hành thức hoặc thường hoặc vô thường ấy là hí luận. Quán sắc hoặc khổ hoặc vui, thọ tưởng hành thức hoặc khổ hoặc vui ấy là hí luận. Quán xác hoặc ngã hoặc phi ngã, thọ tưởng hành thức hoặc ngã hoặc phi ngã, xác hoặc tịch diệt hoặc chẳng tịch diệt, thọ tưởng hành thức hoặc tịch diệt hoặc chẳng tịch diệt, ấy là hí luận. Quán cổ thánh đế ta nên thấy, tập thánh đế ta nên đoạn, diệt thánh đế ta nên chứng, đạo thánh đế ta nên tu, ấy là hí luận. Ta nên tu bốn thiền, bốn tâm vô lượng, bốn định vô sắc, ấy là hí luận ta nên tu bốn niệm xứ bốn chánh cần bốn như ý túc năm căn năm lực bảy giác phần tám phần thánh đạo ấy là hí luận ta nên tu một giải thoát không môn giải thoát vô tướng môn giải thoát vô tác ấy là hí luận ta nên tu tám bội xả định chính thứ lớp ấy là hí luận ta nên vượt qua quả tu đà hoàn quả tư đà hàm quả a na hàm quả a Hà la hán đạo bích chi phật ấy là hí luận ta nên đầy đủ mười điệu của bồ tát ấy là hí luận ta nên vào bồ tát vị ấy là hí luận ta nên nghiệp tịnh cõi phật ấy là hí luận ta nên thành tựu tuệ giác cho chúng sinh ấy là hí luận ta nên sinh mười lực của phật bốn điều không sợ bốn trí vô ngại mười tám pháp không chung ấy là hí luận ta nên được trí nhất thiết chủng ấy là hí luận ta nên dứt hết thảy phiền não tập khí ấy là hí luận này tu bồ đề bồ tát khi hành bát nhã ba la mật Xác hoặc thường hoặc vô thường không thể hí luận nên không nên hí luận thọ tưởng hành thức hoặc thường hoặc vô thường không thể hí luận nên không nên hí luận cho đến trí nhất thiết chủng không thể hí luận nên không nên hí luận vì sao vì tính không thể hí luận tính vô tính không thể hí luận vô tính tính lìa tính không có lại không có pháp có thể nắm bắt được hí luận là hí luận pháp hí luận chỗ vì thế nên xác không có hí luận thọ tưởng hành thức cho đến trí nhất thiết chủng không có hí luận như vậy bồ tát nên hành bát nhã ba la mật không có hí luận Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, vì sao? Sắc không thể hí luận cho đến trí nhất thiết trùng không thể hí luận. Phật bảo Tu Bồ Đề, vì tính sắc không có cho đến trí nhất thiết trùng tính không có. Như tính pháp không có tức là không có hí luận, vì thế nên sắc không thể hí luận. Này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát hành bát nhã không hí luận được như thế, khi ấy được vào Bồ Tát vị tu Bồ Đề Bạch Phật rằng, Bạch Đức Thế Tôn, nếu tính các pháp không có, thì Bồ Tát hành đạo gì được vào Bồ Tát vị? Hành đạo Thanh Văn, hành đạo Bích Tri Phật hay hành Phật Đạo? Phật bảo tu Bồ Đề, không do đạo Thanh Văn, không do đạo Bích Tri Phật, không do Phật Đạo được vào Bồ Tát vị. Mà Bồ Tát học khắp các đạo được vào Bồ Tát vị, thì như hành bác nhân trước học các đạo, sau đó mới vào chính vị, chưa được quả mà trước sinh đạo quả, Bồ Tát cũng như vậy, trước học khắp các đạo tiếp sau vào Bồ Tát vị, cũng chưa được trí nhất thiết chủ, mà trước được sinh tam muội kim cang bây giờ do một niệm tương ứng với trí tuệ được trí nhất thiết chủ. Tu Bồ Đề Bạch Phật rằng, Bạch Đức Thế Tôn, nếu Bồ Tát học khắp các đạo mà vào Bồ Tát vị, thời hạng người bát nhân hướng đến tu đà hoàn được tu đà hoàn hướng đến tư đà hàm được tư đà hàm hướng đến ana hàm được ana hàm hướng đến a la hán được a la hán bích tri phật đạo phật đạo mà các đạo ấy mỗi mỗi khác nhau nếu bồ tát học các đạo ấy sau vào bồ tát vị thì bồ tát ấy nếu sinh bát đạo thầy nên làm hạng bát nhân nếu phát sinh kiến đạo thầy làm tu đà hoàn nếu phát sinh từ duy đạo thầy nên làm tu đà hàm ana hàm a la hán nếu phát sinh bích tri phật đạo thầy làm bích tri phật Bạch Đức Thế Tôn nếu Bồ Tát làm hạng bát nhân, sau đó mới vào Bồ Tát vị, thì lẽ ấy không thể có. Không vào Bồ Tát vị mà được trí nhất thiết chủ cũng không thể có. Làm tu đà hà cho đến Bích Tri Phật, vậy. vậy sao mới vào Bồ Tát vị cũng không có lẽ ấy. Không vào Bồ Tát vị mà được trí nhất thiết chủ cũng không có lẽ ấy. Bạch Đức Thế Tôn con làm sao biết Bồ Tát học khắp? Các đạo được vào Bồ Tát vị. Phật bảo tu Bồ Đề như vậy, như vậy. Nếu Bồ Tát làm hạng bát nhân được quả tu đà hoàn, cho đến được quả A-la-hán, được đạo bích chi Phật, sau đó vào Bồ Tát vị, thì không thể có lẽ ấy, không vào Bồ Tát vị mà được trí nhất thiết chủng thì không có lẽ ấy. Này tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát từ khi mới phát tâm tu sáu ba la mật, nhờ trí quán sát mà vượt qua tám địa, là cản huệ địa, tánh địa, bát nhân địa, kiến địa, bạc địa, ly dục địa, dĩ biện địa, bích chi phật địa, nương đạo trùng trí mà vào Bồ Tát vị, và Bồ Tát vị rồi nhờ trí nhất thiết trùng và dứt hết thải phiền não và tập khí Ở bát nhân địa hoặc trí địa hoặc đạn là Bồ Tát vô sinh pháp nhẫn Ở tu đà hoàn hoặc trí, trí biết khổ đế hoặc đạn, Đạo trừ tập đế Từ đà hàm hoặc trí hoặc đạn, an na hàm, trí hoặc đạn A à la hán hoặc trí hoặc đạn, bích chi phật, trí hoặc đạn Đều là Bồ Tát nhẫn, Bồ Tát học thành văn bích chi phật Như vậy nhưng đạo trùng trí mà vào Bồ Tát vị và Bồ Tát vị rồi nương trí nhất thiết trùng mà rất hết thảy phiền não và tạp khí được Phật đạo như vậy Bồ Tát học khắp các đạo đầy đủ nên được vô thượng tránh đẳng tránh giác được vô thượng tránh đẳng tránh giác rồi đem kết quả lợi ích chúng sinh tu Bồ đề bạch Phật rằng bạch đức thế tôn thế tôn nói hết đạo đạo thành văn đạo bích tri Phật Phật đạo thế nào là đạo chủng trí của Bồ Tát Phật bảo tu Bồ đề Bồ Tát nên sinh trí thanh tịnh về hết thảy đạo chủng thế nào là trí thanh tịnh về hết thảy đạo chủng là nếu các pháp có tướng mạo có thể hiển bày thì bồ tát nên biết đúng đắn biết đúng đắn rồi vì người khác diễn nói khai thị khiến được hiểu rõ bồ tát nên hiểu hết thảy âm thanh ngôn ngữ dùng âm thanh ngôn ngữ ấy thuyết pháp lan khắp thế giới đại thiên ba ngã như tiếng vang vì thế nên bồ tát nên trước hết học đầy đủ hết thảy đạo đạo trí đầy đủ rồi thì nên phân biệt tâm sâu xa của chúng sinh hoặc chúng sinh địa ngục đường địa ngục nhân địa ngục quả địa ngục nên biết nên ngăn trừ phân biệt biết xúc sinh nhân xúc sinh quả xúc sinh nhân ngọa quỷ quả ngọa quỷ được ngọa quỷ nên biết nên ngăn trừ các dòng quỷ thần can thắt bà khẩn na la ma hầu na giả nhân và quả a à, tu la đạo nên biết nên ngăn trừ nhân và quả của nhân đạo nên biết nhân và quả của tiên đạo nên biết nhân và quả của trời 33, trời dạ ma trời đâu xuất đà trời hóa lạc trời tha hóa tự tại trời phạm thiên trời quang âm trời biến tịnh trời quảng quả trời vô tường trời a bà la ha trời vô nhiệt trời dị kiến trời hỷ kiến trời a ca nị sắc nên biết nhân và quả của vô biên hư không xứ vô biên thức xứ vô sở hữu xứ phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ đạo nên biết nhân và quả của bốn niệm xứ bốn tránh cản bốn như ý túc năm căn năm lực bảy sắc phần tám phần tránh đạo nên biết nhân và quả của không giải thoát môn vô tướng vô tác giải thoát môn mười lực của phật bốn điều không sợ bốn trí không ngại mười tám pháp không chung đại tử đại bi nên biết bồ tát do các đạo ấy khiến chúng sinh và đạo tu đà hòa cho đến đạo ích tri phật đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác ấy gọi là đạo chủng trí thành tịnh của bồ tát bồ tát học đạo chủng trí ấy rồi vào tâm sâu xa của chúng sinh và rồi theo tâm sâu xa của chúng sinh mà thuyết pháp thích hợp lại nói không hư dối vì sao vì bồ tát ấy kéo biết căn tính của chúng sinh biết tâm tâm số pháp của chúng, chúng sinh trong đường sinh tử này tu bồ đề Bồ Tát nên hành đạo bát nhã ba la mật như vậy. Vì sao? Vì hết thảy thiện pháp trợ đạo đều vào trong bát nhã. Các Bồ Tát thanh văn biết chi Phật nên thực hành. Tu Bồ Đề Bạch Phật rằng, Bạch Đức Thế Tôn, nếu bốn niệm xứ cho đến vô thượng tránh đẳng tránh giác là hết thảy pháp, đều không hợp không tán, không xác không hình, không đối, chỉ là một tướng tức vô tướng, thì làm sao do pháp trợ đạo ấy có thể thủ chứng vô thượng tránh đẳng tránh giác? bạch đức thế tôn pháp một tướng không tướng không hợp không tán không sắc không hình không đối ấy không có gì lấy không gì bỏ như hư không không lấy không bỏ phật dạy như vậy như vậy các pháp tự tính không không có gì lấy không có gì bỏ vì chúng sinh không biết tự tính các pháp không nên vì họ mà khai thị pháp trợ đạo có thể thủ chứng vô thượng tránh đẳng tránh giác lại nữa sắc thọ tưởng hành thức thí ba la mật cho đến bát nhã ba la mật nội không ngoại không cho đến vô pháp hữu pháp không sơ thiền cho đến phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ bốn niệm xứ cho đến tám phần thánh đạo ba mùa giải thoát tám bội xả định chín thứ lớp mười lực của phật bốn điều không sợ bốn trí không ngã mười tám pháp không chung đại tử đại bi trí nhất thiết chủng các pháp ấy ở trong thánh pháp đều không hợp không tán không sắc không hình không đối chỉ là một tướng tức là vô tướng theo Pháp Thế Tục nên vì chúng sinh giảng nói làm cho hiểu rõ chứ chẳng phải theo đệ nhất nghĩa. Này tu Bồ Đề đối với hết thảy Pháp ấy, Bồ Tát nên dùng trí thấy Pháp như thật mà học. Học xong phân biệt các Pháp nên dùng hay không nên dùng. Tu Bồ Đề thừa, Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát phân biệt những Pháp gì, rồi nên dùng hay không nên dùng. Phật dạy, Pháp thành văn biết chi Phật, phân biệt biết không nên dùng. Trí nhất thiết chủng phân biệt biết nên dùng. Như vậy, Bồ Tát đối với Thánh Pháp nên học bát nhã và làm mật. Tu Bồ Đề Bạch Phật rằng, Bạch Đức Thế Tôn thế nào gọi là Thánh Pháp? Thánh Pháp gồm những gì? Phật bảo Tu Bồ Đề, Pháp Thanh Văn, Bích Tri Phật, Bồ Tát và Phật với ý tham dục sân giận vô si không hợp không tán, dục nhiễm, sân giận không hợp không tán, giác nhiễm vô sát nhiễm trọ cử kiêu mạng vô minh không hợp không tán sơ thiền cho đến đệ tứ thiền không hợp không tán tứ bi hỷ xả hư không xứ cho đến phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ không hợp không tán bốn niệm xứ cho đến tám phần thánh đạo không hợp không tán nội không cho đến đại bi tánh hữu vi tánh vô vi không hợp không tán vì sao vì hết thảy pháp đều không sắc không hình không đối vì là một tướng tức vô tướng pháp không sắc với pháp không sắc không hợp không tán pháp không hình với pháp không hình không hợp không tán pháp không đối với pháp không đối không hợp không tán pháp một tướng với pháp một tướng không hợp không tán pháp vô tướng với pháp vô tướng không hợp không tán này tu bồ đề bát nhã ba la mật nhớ tướng vô tướng không sắc không hình không đối ấy các bồ tát nên học học rồi không thủ đắc các pháp tướng tụ bồ đề bạch phật rằng bạch đức thế tôn bồ tát không học tướng xác ư không học tướng thọ tưởng hành thức trăng không học tướng mắt cho đến tướng ý không học tướng sắc cho đến tướng pháp không học tướng địa chủng cho đến tướng thức chủng không học thí ba la mật cho đến bát nhã ba la mật không học tướng nội không cho đến tướng vô pháp hữu pháp không không học tướng sơ thiền cho đến tướng đệ tứ thiền không học tướng từ bi hỷ giả không học tướng vô biên không cho đến tướng vì hữu tưởng phi vô tưởng không học tướng bốn niệm xứ cho đến tướng tám phần thánh đạo không học tướng không tam muội vô tướng vô tác tam muội không học tướng tám bội xả định chính thứ lớp không học tướng mười lực của phật bốn điều khóc sợ bốn trí không ngại mười tám pháp không chung đại tử đại bi không học tướng khổ thánh đế tập diệt đạo thánh đế không học tướng thuận quán nghịch quán mười hai nhân duyên không học tướng hữu tính vô vi tính Bạch Đức Thế Tôn, nếu không học tướng các pháp ấy, Bồ Tát làm sao học tướng các pháp hoặc hiểu vi hoặc vô vi? Học xong vượt qua địa vị Thanh Văn Bích Chi Phật, nếu không học quá địa vị Thanh Văn Bích Chi Phật, làm sao vào địa vị Bồ Tát? Nếu không vào địa vị Bồ Tát, làm sao được trí nhất thiết chủng? Nếu không được trí nhất thiết chủng, làm sao chuyển pháp luân? Nếu không chuyển pháp luân, làm sao đem đạo ba thừa độ chúng sinh? Phật bảo tu Bồ Đề nếu tướng các pháp thật có, thầy Bồ Tát nên học tướng ấy. Song vì tướng các pháp thật không, không sắc không hình không đối chỉ là một tướng tức vô tướng. Vì thế nên Bồ Tát không học tướng, không học vô tướng. Vì sao? Vì có Phật hay không có Phật, một tướng của các pháp tính vẫn thuộc chú. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu hết thầy pháp chẳng có tướng, chẳng phải không có tướng, thầy Bồ Tát làm sao tu Bát Nhã Ba La Mật? Nếu không tù, Bồ Tát thầy không thể vượt quá địa vị thành phần Bích Tri Phật. Nếu không vượt quá địa vị thành phần Bích Tri Phật, thật không thể vào địa vị Bồ Tát. Nếu không vào địa vị Bồ Tát, thật không được vô sinh pháp nhẫn. Nếu không được vô sinh pháp nhẫn, thật không thể được Bồ Tát thần thông. Nếu không được Bồ Tát thần thông, thật không thể nghiêm tịnh cõi Phật thành tựu tệ giác cho chúng sinh. Nếu không nghiêm tịnh cõi Phật thành tựu tệ giác cho chúng sinh, thật không thể được trí nhất thiết chủng. Nếu không được trí nhất thiết chủng, thật không thể chuyển pháp luân nếu không truyền pháp lần thầy không thể làm cho chúng sinh được tu đảm hoàn quả cho đến đạo bích chi phật bồ tát cũng không thể làm cho chúng sinh được phước bố thí được phước chỉ giới tu định phật bảo tu bồ đề như vậy như vậy các pháp vô tướng chẳng phải một tướng chẳng phải hai tướng nếu tu vô tướng là tu bát nhã ba la mật tu bồ đề bạch làm sao tu vô tướng là tu bát nhã ba la mật phật dạy tu các pháp hư hoại là tu bát nhã ba la mật Bạch Đức Thế Tôn, làm sao tu có pháp hư hoại là tu bát nhã ba la mật. Phật dạy tu sắc hư hoại là tu bát nhã ba la mật. Tu thọ tưởng hành thức hư hoại là tu bát nhã ba la mật. Tu nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý ba la mật hư hoại là tu bát nhã ba la mật. Tu sắc thành hương vị xuất pháp hư hoại là tu bát nhã ba la mật. Tu quán bất tịnh hư hoại là tu bát nhã ba la mật. Tu sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền hư hoại là tu bát nhã ba la mật tu từ bi hỷ xả hư hoại là tu bát nhã ba la mật tu bốn định vô sắc hư hoại là tu bát nhã ba la mật tu niệm phật niệm pháp niệm tăng niệm giới niệm thí xả niệm thiên niệm diệt niệm hơi thở hư hoại là tu bát nhã ba la mật tu tướng vô thường tướng khổ tướng vô ngã tướng không tướng tập tướng nhân tướng sinh tướng duyên tướng đóng tướng diệt tướng diệu tướng xuất tướng đạo tướng trắng tướng dấu tích tướng lìa hư hoại là tu bát nhã ba la mật từ 12 nhân duyên hư hoại, tướng ngã, tướng chúng sinh, thọ giả, cho đến tướng kẻ biết kẻ thấy hư hoại là tu bát nhã ba la mật. Tu tướng thưởng, tướng vui, tướng tỉnh, tướng ngã hư hoại là tu bát nhã ba la mật. Tu bốn niệm xứ cho đến tám phần thánh đạo hư hoại là tu bát nhã ba la mật. Tu không vô tác vô tướng tam muội là tu bát nhã ba la mật. Tu tám bộ xả định chín thứ lớp hư hoại là tu bát nhã ba la mật. Tu tạm muội có giác có quán tam muội không giác có quán tam muội không giác không quán hư hoại là tu bát nhã bà làm mật tu khổ thánh đế tập thánh đế diệt thánh đế đạo thánh đế hư hoại là tu bát nhã bà làm mật tu khổ trí tập khí trí diệt trí đạo trí hư hoại là tu bát nhã bà làm mật tu tận trí vô sinh trí là tu bát nhã bà làm mật tu pháp trí tỷ trí thế trí thả tâm trí hư hoại là tu bát nhã bà làm mật tu thí ba la mật cho đến bát nhã ba la mật hư hoại là tu bát nhã ba la mật tu nội không ngoại không nội ngoại không 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 đại không đệ nhất nghĩa không hữu vi không vô vi không tất cánh không vô thì không tán không tánh không trừ pháp không tự tướng không bất khả đắc không vô pháp không hữu pháp không vô pháp hữu pháp không hư hoại là tu bát nhã ba la mật tu mười lực của phật bốn điều không sợ bốn trí không ngại mười tám pháp không chung hư hoại là tu bát nhã ba la mật từ quả tu đà hoàn cho đến quả a la hán đạo phích chi phật hư hoại là tu bát nhã ba la mật Tù nhân tiêu trí hư hoại là tu bát nhã ba la mật tu dứt hết thảy phiền não tập khí hư hoại là tu bát nhã ba la mật Tù bồ đề bạch phật rằng bạch đức thế tôn sao gọi Đạo tu sắc hư hoại cho đến tu đoạn hết thảy phiền não tập khí hư hoại là tu bát nhã ba la mật phật bảo tu bồ đề Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật không nghĩ đến có sắc pháp ấy là tu bát nhã ba la mật không nghĩ đến có thọ tưởng hành thức cho đến không nghĩ đến có dứt hết thảy phiền não tập khí ấy là tu bát nhã ba la mật vì sao vì có pháp để nghĩ tới là không tu bát nhã ba la mật này tu bồ đề có pháp để nghĩ tới là không tu thí ba la mật cho đến bát nhã ba la mật vì sao vì người ấy chấp trước pháp không hành thí ba la mật cho đến bát nhã ba la mật Chấp trước như vậy là không có giải thoát, không có đạo, không có niết bàn, có pháp để nghĩ tới là không tu bốn niệm xứ cho đến tám phần thánh đạo, không tu không tạm muộn cho đến trí nhất thiết chủng. Vì sao? Vì người ấy chấp trước pháp. Tu Bồ đề bạch Phật rằng bạch đức thế tôn thế nào là có pháp, thế nào là không có pháp. Phật bảo tu Bồ đề hai là có pháp, chẳng hai là không có pháp. Bạch đức thế tôn thế nào là hai? Phật dạy tướng sắc là hai, tướng thọ tưởng hành thức là hai tướng mắt cho đến tướng ý là hai tướng sắc cho đến tướng pháp là hai tướng thí ba la mật cho đến tướng phật tướng bồ thượng chánh đỏng chánh giác tướng hữu vi vô vi là hai này tu bồ đề hết thảy tướng đều là hai, hết thảy hai đều là có pháp. Thích ứng với có pháp là có sinh tử, thích ứng với có sinh tử là không được, xa lìa sinh ra bệnh chết yêu bì khổ não. Vì nhân duyên ấy nên biết người chấp hai tướng thoải không có thí ba la mật cho đến bát nhã ba la mật, không có đạo không có quả, cho đến không có thuận nhẫn, huống gì thấy tướng sắc cho đến tướng trí nhất thiết chủng. Nếu không tu đạo, làm sao được quả tu đà hoàn cho đến quả a la hán đạo bích chi phật vô thượng tránh đẳng tránh giác và dứt hết thải phiền não tập khí luận. Phật nói Bồ Tát hành sáu ba la mật, sáu bát nhã ba la mật, không thọ quả báo thế gian. Tụ Bồ Đề tán thán việc ấy chưa tưởng có bạch Phật rằng Bồ Tát ấy thành tựu đại trí tuệ, tu hành pháp sâu xa, tạo tác nhân mà không thọ quả. Bồ Tát ấy vì làm lợi lớn cho chúng sinh nên khẩu thọ quả báo nhỏ và chấp thuận ý ấy lại tự nói nhân duyên. Bồ Tát đối với các pháp tính không lay động, tính các pháp là không có sở hữu do giáo không. Như pháp tính thả tế, Bồ Tát định tâm an trú trong ấy không lay động. Tù Bồ Đề hỏi đối với những tính gì không lay động? Phật đáp, đối với tính sắc không lay động cho đến đối với tính đại tử đại bi. Vì sao? Vì tính các pháp là do nhân duyên sinh, không tự tại, không có định tướng, không có định tướng nên không có sở hữu. Các pháp là sắc pháp, nhân sắc pháp ấy nên nói vô vị, thế nên pháp vô vị cũng không có sở hữu. Vì sao? Vì không thể dùng pháp không có sở hữu, mà thủ đắc pháp sở hữu. Tu bộ đề thừa, nếu không có sở hữu, không thể thủ đắc pháp sở hữu. Vậy há có thể dùng pháp có sở hữu, thủ đắc pháp có sở hữu ư? Phật đáp không. Vì sao? Vì Pháp không có sở hữu được hết thảy thánh nhân sưng tán, an trú, có không thể có sở đắc huống gì Pháp có sở hữu. Tu bộ Đề thừa, Pháp có sở hữu thủ đắc Pháp không có sở hữu chăng? Phật đáp không. Vì sao? Vì có sở hữu, không có sở hữu Để có lỗi cho nên Phật đáp không. Tu bộ Đề thừa, có thể dùng Pháp không có sở hữu, thủ đắc Pháp không có sở hữu chăng? Phật đáp không. Vì sao? Vì Pháp có sở hữu, có tướng sinh, tướng trụ là Pháp thư dối, còn không có sở đắc Hướng dị pháp không có sở hữu từ xưa lại đây rốt giáo không mà lại có sở đắc. Tu Bồ Đề lại hỏi, nếu dùng cả bốn câu đều không có sở đắc, thời sẽ không có đạo, không đắc quả ư? Phật đáp, thật có đắc đạo nhưng chỉ không dùng bốn câu ấy. Vì sao? Vì bốn câu đều có lỗi như trên. Nếu liều bốn câu hí luận ấy tức là đạo. Lại hỏi, thế nào tướng Bồ Tát hí luận? Phật đáp, sắc hoặc thường hoặc vô thường là Bồ Tát hí luận. Vì sao? Vì nếu thường thầy chẳng sinh chẳng diệt không có tội phước tốt xấu Nếu vô thường cũng không đúng Vì sao? Vì nhân thường mà nói vô thường Thường đã không thể có được Vướng gì vô thường lại nữa, nếu vô thường chắc chắn là định tướng của sắc, thầy không thể có nghiệp nhân duyên quả báo. Vì sao? Vì sắc phát niệm niệm diệt mất. Nếu nghiệp nhân duyên và quả báo diệt mất, thầy không gọi là tướng vô thường. Các nhân duyên như vậy nên vô thường chẳng phải là thời tướng của sắc phát như đã phá ở trong phẩm vô thường trước, cho đến nghĩ rằng ta sẽ dứt hết thải phẻ não tạp khí cũng là hí luận, sắc pháp không thể hí luận, mà phạm phu hí luận các pháp. Còn Bồ Tát đối với pháp không thể hí luận, tùy theo pháp không hí luận. Vì sao? Vì tự tính không thể hí luận tự tính. Vì sao? Vì tính do nhân duyên sinh chỉ có giả danh, làm sao có thể hí luận? Nếu tính không thể hí luận, hướng gì vô tính? Lê tính và vô tính lại không có pháp thứ ba có thể hí luận. Hí luận là Hí luận Pháp, hí luận nơi chỗ, Pháp ấy đều không thể có được. Này tu Bồ Đà, xác Pháp, đã tướng không thể hí luận. Như vậy Bồ Tát nên tu Bát Nhã, Ba La Mật không hí luận. Lại nữa, Phật tự nói nhân duyên không thể hí luận, xác Pháp vô tự tính. Nếu Pháp vô tự tính tức là không thể hí luận. Nếu Bồ Tát tu được Bát Nhã không thể hí luận ấy, liền được vào địa vị Bồ Tát. Ý tu Bồ Đề không có hí luận là đạo của ba thừa Vậy Bồ Tát dùng đạo gì để vào địa vị Bồ Tát không có hí luận? Phật đều đáp không Vì sao? Vì hàng Bồ Tát Đại Thừa không nên dùng Pháp Nhị Thừa Vì sáu ba la mà chưa đầy đủ không thể dùng Phật Đạo Trong đây Phật tự nói nhân duyên Bồ Tát nên tu học khắp các đạo mới được vào địa vị Bồ Tát Thế như hàng bát nhân trong hàng kiến đế đạo Trước tiền học khắp các đạo được vào chính vị mà chưa được quả tu đà hoàn Bồ Tát cũng như vậy, trước tiên học khắp các đạo, được vào địa vị Bồ Tát mà chưa được quả nhất thiết trùng. Nếu Bồ Tát chú trong kìm càng tạm muội dùng một niệm tương ưng với tuệ thầy được quả nhất thiết trùng, tu Bồ Đề hỏi, Bạch Đức Thế Tôn nếu Bồ Tát học khắp các đạo vậy sau mới vào địa vị Bồ Tát, các đạo ấy khác nhau. Nếu Bồ Tát học khắp các đạo ấy hoặc sinh vào tám đạo, tức là hàng bát nhân, nếu sinh vào bích chi Phật đạo, tức là bích chi Phật, nếu Bồ Tát làm kẻ bát nhân, cho đến làm bích tri Phật, vậy sao mới vào địa vị Bồ Tát thời không có lẽ ấy? Nếu không vào địa vị Bồ Tát mà được trí nhất thiết chủng cũng không có lẽ ấy, con sẽ làm sao biết được Bồ Tát học các đạo vào địa vị Bồ Tát? Và chấp thuận ý ấy và tự nói nhân duyên. Bồ Tát từ khi mới phát tâm hành sáu ba la mật do trí quán thấy bát địa rồi mà thẳng qua như người có thân bị giam trong lao ngục đi vào xem thấy nhưng cũng không cùng mang công cùng Bồ Tát muốn đầy đủ đạo trùng trí nên vào địa vị Bồ Tát, xem khóc các đạo, vào địa vị Bồ Tát, vào địa vị Bồ Tát rồi được trí nhất thiết trùng, rất hết phiền não tập khí. Phật khai thị cho tu Bồ Đề rằng, hàng nhị thừa được phần ít trí tuệ của chư Phật và Bồ Tát, thế nên hàng bát nhân, hoặc trí hoặc đạt cho đến bích chi Phật hoặc trí hoặc đạt đều là vô sinh pháp nhẫn của Bồ Tát. Trí là tám trí của hàng học nhân và chín hoặc 10 trí của hàng vô học đoạn là rất mười kiết sử tức là năm thượng phần kiết năm hạ phần kiết tu đà hoàn tu đà hàm nói được là rất ba kiết nói rộng là rất tám mười kiết a à, na hàm nói lược là rất năm hạ phần kiết nói rộng là rất chín mười hai kiết a à, la à, hán nói lược là rất ba lậu hoặc dục lậu hữu lậu vô minh lậu nói rộng là rất hết thải phiền não ấy gọi là trí và đoạn trí và đoạn đều là vô sinh pháp nhẫn của bồ tát hàng thanh văn do bốn thánh đế được đạo hàng bồ tát do một thánh đế vào đạo. Phật nói bốn thánh đế đều là một thánh đế vì phân biệt nên có bốn. Bốn đế ấy trí và đạn của nhị thừa đều ở trong một đế. Bồ ta trước tiền chú trong nhiều thuận nhẫn, học vô sinh vô diệt cũng chẳng phải vô sinh chẳng phải vô diệt, để hữu kiến vô kiến, hữu vô kiến, chẳng phải hữu chẳng phải vô kiến, dưới hết các hí luận đều vô sinh nhẫn. Lại, Nói có thể về quá trí tuệ của thanh văn bích chi Phật gọi là vô sinh nhẫn, trí tuệ thanh văn bích chi Phật quán năng ẩn sinh diệt nên sinh tầm nhảm chán, lìa dục mà được giải thoát. Bồ Tát do trí tuệ và phước đức lớn, nên trong khi quán năm ẩn sinh diệt, tâm không sợ hãi như tiểu thừa. Bồ Tát dùng mắt tuệ tìm định tướng của pháp sinh diệt không thể có được, như đã nói trong phẩm phá sinh ở trước. Chỉ dùng mắt thịt và tâm thổ thiện, thầy thấy có vô thường sinh diệt, hàng phạm vô đối với các pháp thấy thường mà khi pháp chấp trước ấy chẳng phải vô thường thời chúng sinh lo buồn khổ não thế nên phật nói muốn lìa yêu khổ chớ quán tướng thường nói vô thường ấy vì phá điên đảo chấp thường chứ không vì chấp đắm vô thường mà nói thế nên bồ tát bỏ quán sinh diệt vào trong vô sinh vô diệt lại hỏi nếu vào vô sinh vô diệt tức là thường làm sao xa lìa được điên đảo chấp thường phật đáp như vô thường có hai, một là phá điên đảo chấp thường mà không chấp vô thường, hai là chấp vô thường sinh hí luận. Vô sinh nhẫn cũng như vậy, một là tùy phá hát sinh diệt mà không chấp vô sinh vô diệt nên không đạo vào điên đảo chấp thường, hai là chấp không sinh diệt nên đạo vào điên đảo chấp thường. Chân thật vô sinh là dân ca quán, được ngôn ngữ bạn quán hết thải pháp như tướng Niết bàn Từ xưa lại đây thường tự không sinh, được vô sinh vô diệt do giáo thanh tịnh ấy thải quán vô thường còn không chấp thủ uống gì sinh diệt. Các tướng như vậy gọi là vô sinh pháp nhẫn, được vô sinh nhẫn ấy liền vào địa vị Bồ Tát, vào địa vị Bồ Tát rồi cho trí nhất thiết trùng. Dứt các phiền não và tập khí, dùng mọi nhân duyên độ thoát chúng sinh, như cây có trái ngon làm là lợi ích nhiều. Tù Bồ Đề Bạch Phật rằng, bạch đức thế tôn thế nào là đạo trùng trí của bồ tát phải đáp bồ tát chú trong vô sinh pháp nhẫn được thật tướng các pháp từ thật tướng khởi lên lấy danh tướng ngôn ngữ các pháp tự mình hiểu rõ tự mình hiểu rõ rồi lại vì chúng sinh diễn nói khiến được khai ngộ Bồ Tát nhờ nhân duyên phước đức nên hiểu âm thanh ngôn ngữ của chúng sinh, dùng âm thanh biến khắp ba ngàn đại thiên thế giới cũng không chấp trước âm thanh ấy, vì biết nó như tiếng vang, âm thanh ấy tức là tướng phạm âm, vì thế Bồ Tát nên biết hết thảy đạo, xem khắp tâm chúng sinh, biết gốc ngọn của nó rồi đem thiện pháp làm lợi ích, ngăn ngừa pháp bất thiện như trong kinh nói rộng, Bồ Tát trước hết biết thật tướng các pháp. Nên đối với đạo nhị thừa ra vào tự tại, Quán sát rồi đi thẳng qua mà vào địa vị bồ tát lại vì độ chúng sinh nên khởi đạo tuệ muốn vì chúng sinh thuyết pháp hiểu rõ âm thanh ngôn ngữ của chúng sinh rồi dùng phạm âm thuyết pháp ngăn ngừa đường ác mở đường thiện đường ác là ba ác đạo địa ngục xúc sinh ngạ quỷ đường thiện là ba thiện đạo người trời a tu la dùng mọi nhân duyên Chê trách ác đạo tán thán thiện đạo ngăn đường ác là ngăn đường địa ngục nhân địa ngục quả địa ngục địa ngục đạo là ba đạo bất thiện nhân của địa ngục là ba độc tham dục tăng trưởng khởi lên được bất thiện tham lam tật đố sân nhuế khởi lên được bất thiện giận dữ não hại ngu si tăng trưởng khởi lên được bất thiện tà kiến ba độc là nhân của ba đường bất thiện ba đường bất thiện là nhân của bảy đường bất thiện quả của địa ngục là do nhân ấy nên chịu thân địa ngục tâm chịu các khổ não đó là quả bồ tát nên xem quả địa ngục của chúng sinh vậy sau vì họ thuyết pháp khiến rất nhân quả vào đường địa ngục Mười đường bất thiện có thượng trung hạ, thượng là địa ngục, trung là súc sinh, hạ là ngạ quỷ. Mười đường thiện cũng có thượng trung hạ, thượng là trời, trung là người, hạ là quỷ thần. Ở mười đường thiện có thể lìa dục sinh lên cõi sắc, lìa cõi sắc sinh lên cõi vô sắc. Ở trong ba đường ác thường chịu khổ nên nói, cần nên biết, cần nên ngăn trừ. Ở trong loài người loài trời có nhân duyên đắc đạo vì nết bàn hoặc có khi nên ngăn trừ vì bất định nên không nói vì các pháp trợ đạo khác không nên nói ngăn trừ cho đến vô thượng tránh đẳng tránh giác bồ tát phân biệt được như vậy rồi biết chúng sinh dùng pháp tiểu thừa độ nên dùng pháp đại thừa để độ thầy dùng pháp đại thừa độ bồ tát biết tâm sâu xa của chúng sinh và nghiệp nhân duyên đời trước lại biết nhân duyên quả báo đời sau, lại biết thời tiết và nơi trốn của chúng sinh có thể hóa độ. Các nhân duyên có thể hóa độ khác đều biết đầy đủ, Thế nên lời nói không hư dối, trí tuệ biết về đạo chuồng và các pháp trợ đạo như vậy đều nhiếp vào trong bát nhã. Thế nên Bồ Tát nên hành bát nhã đạo tuệ, tu bồ đề bạch Phật. Nếu pháp trợ đạo, bồ đề là pháp không hợp không tán, không sắc không hình không đối, chỉ là một tướng tức vô tướng. Thời pháp trợ đạo ấy đều không, làm sao có thể chứng vô thượng tránh đẳng tránh giác. Pháp không không có sở hữu, thời đáng lẽ, đáng không lấy không bỏ, tiếng như hư không không có pháp nên không lấy không bỏ. Tu Bồ Đề nói với ý, tâm chân thật không chấp trước nên Phật hứa khả rằng như vậy như vậy và nói nhân duyên có chúng sinh không biết các pháp tự tướng không như vậy nên vì chúng sinh ấy phân biệt pháp trợ đạo mà có thể chứng đắc vô thượng tránh đẳng tránh giác này tu Bồ Đà, chẳng phải chỉ 37 phẩm trợ đạo không? Không hợp không tán mà xác pháp cho đến trí nhất thiết trục. Ở trong Thánh Pháp cũng tự tưởng không? Không hợp không tán, không hợp không tán là nghĩa rốt giáo không? Như trong đây nói nhân tướng đó là vô tướng. Pháp ấy tuy không mà vì theo thế đế nên vì chúng sinh nói. Muốn làm cho được vào Thánh Pháp chứ chẳng phải đẹp nhất nghĩa. Trong đầy Bồ Tát đều nên biết thấy học pháp ấy. Mới biết gọi là biết, về sau vào sâu gọi là thấy. Biết là chưa rõ ràng, thấy là đã rõ ràng. Hỏi biết và thấy có gì sai khác? Đã có người nói, có cái biết chẳng phải thấy, có cái thấy chẳng phải biết, có cái cũng biết cũng thấy, có cái chẳng phải biết chẳng phải thấy. Có cái biết chẳng phải thấy là chỉ cho trí tận và trí vô sinh. Trừ thế gian chánh kiến và năm ác kiến, các tuệ khác đều gọi là biết, ấy là tuệ biết chẳng phải thấy có cái thấy chẳng phải biết là năm ác kiến và thế gian tránh kiến và nhẫn là trong kiến đế đạo ấy là thấy chẳng phải biết các tuệ vô lậu khác cũng gọi là biết cũng gọi là thấy để thấy và biết ấy các pháp khác chẳng phải thấy chẳng phải biết lại nữa có người nói định tầm gọi là thấy định và chưa định đều thông suốt gọi là biết như trong kinh chuyển pháp luận nói Khổ đế biết rồi nên thấy, biết rồi phân biệt biết. Pháp ấy nên thấy, ấy là khổ đế. Pháp ấy nên đoạn, ấy là tập đế. Pháp ấy nên chứng, ấy là diệt đế. Pháp ấy nên tu, ấy là đạo đế. Hoặc biết phiền não dứt gọi là thấy, như biết chính phẩm hoặc đoạn trừ. từ Bồ Đề nghe nói dành từ khác của bát nhã gọi là thánh pháp, nên hỏi những gì là thánh pháp? Phật đáp trong thánh pháp các hiền thánh hoặc Phật hoặc bích tri Phật hoặc thanh văn vì các pháp tham dục không hợp không tán không hợp là hết thảy phiền não gọi là điên đảo điên đảo tư không có sở hữu nếu không có sở hữu làm sao có thể hợp nếu không hợp làm sao có tán vì không hợp nên không khinh phàm phu vì không tán nên không tự cao đối với chúng sinh không thương không ghét trong đây phật tự nói nhân duyên không hợp không tán đó là các pháp đều không sắc không hình không đối chỉ là một tướng tức vô tướng và không có sắc với pháp không có sắc không hợp không tán cho đến pháp không có tướng với pháp không có tướng không hợp không tán vì sao vị pháp ấy đều một tính tự tính không hợp với tự tính ấy gọi là nhất tướng vô tướng của bát nhã ba la mật bồ tát nên học Học rồi không có pháp có thể được Tu Bồ Đề Bạch Phật rằng Bồ Tát không học sắc tướng như Cho đến hữu vi vô vi tưởng như Nếu không học các pháp tướng ấy Tại sao trong kinh nói Bồ Tát trước tiên học các pháp tướng Sau vượt quá thanh văn bích chi Phật địa Nếu không vượt quá thanh văn bích chi Phật Làm sao vào địa vị Bồ Tát như trong kinh đây nói rộng Phật bảo tu Bồ Đề nếu các pháp thật có tướng thì nên học tướng ấy. Này tu Bồ Đề nhưng các pháp thật không có tướng, thế nên Bồ Tát không nên học tướng, không có tướng cũng không nên học, vì học là chấp thủ tướng. Việc pháp tướng như trong phẩm phá tướng ở trung luận đã nói, có Phật hay không có Phật thì các pháp vẫn thường trú nhất tướng vô tướng. Tu Bồ Đề theo Phật nghe nói hết thảy pháp vô tướng nay lại hỏi Phật nếu hết thảy pháp chẳng phải hữu tướng chẳng phải vô tướng thì làm sao Bồ Tát tu bát nhã nếu có vô tướng thể nhân nơi vô tướng có thể tu bát nhã này tướng và vô tướng đều không vậy nhân việc gì được tu bát nhã nếu không tu bát nhã thầy không thể vượt qua địa vị thanh văn bích chi Phật cho đến không thể an lập nơi ba phước điển Phật hứa khả lời ấy rằng như vậy như vậy và nói nhân duyên tu bát nhã Bồ Tát không vì tu tướng nên là tu bát nhã tu vô tướng nên là tu bát nhã Bạch Thế Tôn làm sao tu vô tướng là tu bát nhã nếu vô tướng thì làm sao có thể tu Phật dạy tu các pháp hư hoại là tu bát nhã vì các pháp hư hoại nên tướng vô tướng cũng hư hoại thì như chiếc xe phần hoại nên tướng bánh xe cũng diệt như vậy cho đến vi trần Bạch Thế Tôn những pháp gì có thể phá hoại Phật đáp Tù sắc pháp phá hoại tức là tù bát nhã bà la mật. Tù dứt hết thảy phiền não tập khí tức là tù bát nhã bà la mật. Tu bồ đề bạch phật. Làm sao tù pháp sắc phá hoại cho đến tù dứt hết thảy phiền não tập khí phá hoại là tù bát nhã. Phật đắc Bồ Tát nhất tâm niệm đến nhất thiết trí, thương xót chúng sinh muốn được tránh ngại bát nhã ba la mật, không nghĩ đến sắc là hữu pháp, tu như vậy là tù bát nhã vì cho xác là định tướng có thật thoải mắc lỗi hữu tướng vì cớ sao vì trong đây phật tự nói nhân duyên hữu tướng là không tù bát nhã vì trong bát nhã vô pháp còn không có hướng gì hữu pháp người ấy không tù bát nhã cũng không tù nằm ba la mật người ấy chấp trước hít luận pháp hữu không tù bố thí người ấy chấp trước như vậy không có giải thoát không có đạo không có niết bàn không có ba môn giải thoát gọi là không có giải thoát không có pháp không của thánh nhân gọi là không có đạo không có đạo nên không có niết bàn hỏi vì cớ sao không có đạo Đáp vì người ấy hiếu luận Pháp không nhàm chán giả bệnh chết, chấp trước Pháp nên sinh tà kiến. Tà kiến nên không thể như thật quan sát thần bất tịnh không thể quán thần nên không thể tu thần niệm xứ không tu thần niệm xứ nên không thể tu thọ tâm pháp niệm xứ không tu bốn niệm xứ nên không thể tu không tạo muội cho đến trí nhất thiết chủng vì sao vì chấp trước pháp hữu bạch đức thế tôn những gì là pháp hữu những gì là vô pháp phạm phù hoặc đối với hữu pháp sinh vô tưởng đối với pháp vô sinh tưởng hữu muốn phân biệt việc ấy nên hỏi phật phật đáp hai tướng pháp hữu chẳng phải hai tướng là pháp vô Tu Bồ Đề hỏi những gì là hai Pháp? Phật đáp, chấp thủ sắc tướng tức là hai. Như trong phẩm trước nói, lìa sắc không có mắt, lìa mắt không có sắc, cho đến tính hữu vi vô vi. Vì. vì sao? Vì lìa hữu vi không được nói vô vi, lìa vô vi không được nói thật tướng hữu vi. Thế nên hai Pháp ấy không được lìa nhau mà phải phu cho đó là hai. Thế nên điền đảo. Phật lược nói hai tướng đối với hết thảy Pháp chấp thủ tướng đều là hai, hết thảy hai đều là hữu thích ứng với hữu phải có sinh tử vì sao vì đối với hữu mà sinh tầm chấp trước nhân tầm chấp trước mà sinh các phiền não vì phiền não mà qua lại sinh tử vì sinh tử mà ưu bi khổ não thế nên nói thích ứng với pháp hữu bèn có sinh tử có sinh tử thời không được khỏi giả bệnh yêu khổ này tu bộ đề vì vậy nên biết người chấp hai tướng không có thí ba la mật cho đến không có thuận nhẫn hướng gì thấy được thật tướng của sắc cho đến thấy được thật tướng của trí nhất thiết trí người ấy nếu không thấy được thật tướng của sắc thầy không có tu đạo làm sao có quả tu đạo hòa à? cho đến dứt hết thải phiền não tập khí sáu ba la mật có hai thế gian và xuất thế gian người ấy không có sáu ba la mật xuất thế gian thế nên nói người chấp tướng hữu ấy không có sáu ba la mật nếu có là chỉ có ba la mật thế gian nhưng trong đây không nói ba la mật thế gian đạo quả thanh văn còn không có hướng gì có phật đạo hỏi thuận nhẫn là thuận nhẫn nào đáp đó là thuận nhẫn của tiểu thừa thuận nhẫn của tiểu thừa còn không có hướng gì của đại thừa Hỏi địa vị đảnh pháp đã không bị thối chuyển, cớ gì còn nói cho đến địa vị nhẫn pháp. Đáp trong pháp thành bản cũng nói đảnh đoạn, trong pháp đại thừa cũng nói đảnh đoạn, cớ gì nói đảnh pháp không đoạn. Có người nói, tùy ở đảnh pháp không thối đoạn nhưng không bền chắc, không nhất định, nên không nói. Nhẫn là an trú lâu đã vào tránh định, tuy chưa được vô lậu, mà đồng với vô lậu vì tùy thuận với khổ pháp nhẫn nên gọi là nhẫn, vì chưa từng thấy pháp ấy, hễ thấy liền nhẫn được nên gọi là nhẫn. Người ấy với Phật, Thánh là nhỏ mà với phàm phù là lớn. Thấy sắc có hai, một là thấy thật tướng sắc rõ ràng, hai là dứt phiền não ràng buộc theo các sắc nên gọi là thấy. Giống như sắc cho đến trí nhất thiết chủng và việc dứt hết thải phiền não tập khí cũng như vậy. Nếu người thấy sắc tu đạo còn không có được, huống gì tu được quả tu đạo hoàn cho đến dứt phiền não tập khí. Giải thích phẩm ba thứ lớp học thứ 75, kinh Mà Hà Bát Nhã ghi ba thứ lớp hành, kinh Đại Bát Nhã hội 2 ghi phẩm tiệm thứ thứ 73. Kinh, bây giờ tu Bồ Đề Bạch Phật rằng, Bạch Đức Thế Tôn, nếu theo tướng pháp hữu còn không được thuận nhẫn hướng gì được đạo? Nếu theo tướng pháp vô sẽ được thuận nhẫn chăng? Hoặc được càn tuệ địa, hoặc tánh địa, bát nhân địa, kiến địa, bạc địa, ly dục địa, dĩ biện địa, Bích chi Phật địa, Bồ Tát địa, hoặc Phật địa, hoặc Tù Đạo, nhân Tù Đạo sẽ rất phiền não chăng? Vì phiền não ấy nên không vượt quá được thanh văn bích chi Phật mà vào địa vị Bồ Tát. Nếu không vào địa vị Bồ Tát, thời không được trí nhất thiết chủng. Không được trí nhất thiết chủng, thời không được dứt hết thầy phiền não và tọc khí. Bạch Đức Thế Tôn nếu không có tướng hữu Pháp, thời Pháp ấy chẳng sinh. Nếu chẳng sinh Pháp ấy, thầy không thể được trí nhất thiết chủng. Phật bảo tu Bồ Đề như vậy, như vậy, nếu không có pháp hữu, phải có thuận nhẫn cho đến rất hết thảy phiền não và tập khí. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật, có tướng pháp chăng, nghĩa là có tướng sắc cho đến tướng thức, tướng mắt cho đến tướng ý, tướng sắc cho đến tướng pháp tướng nhãn giới cho đến tướng ý thức giới tướng bốn niệm xứ cho đến tướng trí nhất thiết chủ, hoặc tướng sắc hoặc tướng sắc dứt cho đến tướng thức tướng thức dứt tướng mười hai nhập mười tám giới cũng như vậy hoặc tướng vô mình hoặc tướng vô mình dứt cho đến tướng yêu bị khổ não tướng yêu bị khổ não dứt hoặc tướng dục hoặc tướng dục dứt hoặc tướng sinh cho đến tướng sinh dứt hoặc tướng si hoặc tướng si dứt hoặc tướng khổ hoặc tướng khổ dứt hoặc tướng tập hoặc tướng tập dứt hoặc tướng diệt hoặc tướng diệt dứt hoặc tướng đạo hoặc tướng đạo dứt cho đến tướng trí nhất thiết chủng tướng dứt hết tài phiền não và tập khí Phật dạy không, Bồ Tát khi tù bát nhã không có tướng pháp tướng phi pháp tức là Bồ Tát thuận nhẫn. Nếu không có tướng pháp tướng phi pháp tức là tu đạo cũng là đạo quả. Này tu bồ đề Bồ Tát hiểu pháp là Bồ Tát đạo, vô pháp là Bồ Tát quả. Vì nhân chuyện ấy nên biết hết thảy pháp tính không có sở hữu. Tu bổ Đề Bạch Phật rằng, Bạch Đức Thế Tôn nếu hết thảy Pháp, tính không có sở hữu. Làm sao Phật biết hết thảy Pháp, tính không có sở hữu nên được thành Phật. Đối với hết thảy Pháp được sức tự tại, Phật bảo Tu Bồ Đề, như vậy, như vậy, hết thảy Pháp, tính không có sở hữu. Ta sư hành Bồ Tát Đạo, tu sáu ba la mật, địa các dục, để pháp ác bất thiện, có giác có quán, địa dục, sinh hỷ lạc vào sơ thiền, cho đến vào đệ tứ thiền, đối với các thiền ấy và các thiền trì không nghĩ có các thiền ấy không thọ thiền vị không được thiền ấy không nhiễm thanh tịnh hành bốn thiền ta không thọ quả báo đối với các thiền ấy y chú nơi bốn thiền phát khởi năm thần thông là thần túc thông thiên nhĩ thông y tha tâm thông túc mạng thông thiên nhĩ thông y tha tâm thông túc mạng thông và thiên nhãn thông đối với các thần thông không chấp thủ tướng không nghĩ rằng có thần thông ấy không thọ mùi vị của thần thông ấy, không thủ đắc thần thông ấy, ta không phân biệt hành theo năm thần thông ấy. Này tu Bồ Đà, đã lúc bấy giờ dùng một niệm tương ứng với tuệ, được vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, nghĩa là ngộ được ấy là khổ thánh đế, ấy là tập là diệt là đạo thánh đế. Thành tựu mười lực, bốn điều không sợ, bốn trí vô ngại, mười tám pháp không chung, đại tử đại bi, được thành Phật. Phân biệt ba nhóm chúng sinh là nhóm tránh định, tà định và bất định. Tu Bồ Đề Bạch Phật rằng, làm sao thế tôn đối với pháp không có tính sở hữu mà sinh khỏi bốn thiền sáu thần thông và cũng không có chúng sinh mà Phật phân biệt ba nhóm chúng sinh Phật bảo tu bồi đề nếu các dục và các pháp ác bất thiện có tính hoặc tự tính hoặc thà tính thà xưa khi tu hạnh bồ tát đã không thể quán các dục pháp ác bất thiện không có tính sở hữu để vào sơ thiền song vì các dục Pháp ác bất thiện không có tính hoặc tự tính hoặc tha tính đều là tính không có sở hữu. Nên ta xưa khi hành Bồ Tát Đạo mới lìa các dục pháp ác bất thiện để vào sơ thiền cho đến và đệ tứ thiền. Này tu bồ đề nếu các thần thông có tính hoặc tự tính hoặc tha tính, thời ta không thể biết thần thông ấy, không có tính sở hữu được vô thượng tránh đẳng tránh giác. Này tu bồ đề vì thần thông không có tính hoặc tự tính hoặc tha tính đều không có tính sở hữu, vì vậy nên trừ phạt đối với thần thông biết không có tính sở hữu nên được vô thượng tránh đọc tránh giác luận hỏi các pháp không cùng một nghĩa cớ gì tu bồ đề dùng mỗi mối nhân duyên hỏi lại trong đây lại hỏi có tướng pháp thời không thể được thuận nhẫn cho đến nếu các pháp ấy không sinh thầy không thể được trí nhất thiết chủ đáp nghĩa rốt giáo không của các pháp ấy rất sâu xa khó hiểu người nói còn khó hướng gì người lãnh thọ Người tu hành thế nên tu bồ đề vì bát nhã mà thưa hỏi, sợ người nhiều nghi nhiều hoặc nên dùng mỗi mỗi nhân duyên hỏi lại. Lại nữa, người được hỏi tuy là một mà chỗ nguyên nhân có khác nhau, hoặc hỏi nếu hết thảy pháp không làm sao phân biệt có năm đường, hoặc hỏi nếu hết thảy pháp không có tướng sở hữu làm sao phân biệt có ba thừa, hoặc hỏi có tướng thời cho đến không được thuận nhẫn, làm sao quan sát bát địa mà vào địa vị Bồ Tát. Những câu hỏi như vậy vì câu hỏi có khác nên nghĩa có sai khác vì bát nhã không có tướng nhất định phật hứa khả lời tu bổ đề rằng như vậy như vậy ông trước hỏi thuận nhẫn đó là thuận nhẫn của tiểu thừa này hỏi đó là thuận nhẫn của bồ tát nếu bồ tát khi hành bát nhã có tướng pháp chăng phật đáp bồ tát khi hành bát nhã không có pháp sinh tướng hoặc có hoặc không ấy vì sao vì thấy có thấy không đều có lỗi ấy là bồ tát thuận nhẫn đối với hết thảy pháp không sinh tâm thấy tướng có tức là từ đạo này tu bồ đà hữu pháp là bồ tát đạo vô pháp là quả hữu pháp gọi là hữu vi vô pháp là vô vi hành tám thánh đạo hữu vi thời dứt cao phiền não được quả vô vi lại nữa có người nói nằm ba la mật gọi là hữu pháp là bồ tát đạo bát nhã ba la mật rốt giáo không nên là vô pháp là bồ tát quả có người nói hay bát nhã là tướng trí tuệ pháp hữu vi là đạo như pháp tính thật tế không tự nhân duyên sinh thường có nên gọi là quả có như vậy không có sai khác vì nhân duyên ấy nên biết hết thảy pháp đều là không có tính sở hữu gọi là vô pháp lại hỏi bạch đức thế tôn nếu hết thảy pháp không có tính sở hữu làm sao phật đối với không có tính sở hữu được tránh trí chứng vô thượng tránh đẳng tránh giác đối với các pháp được tự tại phật hứa khả lời ấy bồ tát dùng trí không có sở hữu hợp tụ hết thải pháp có thể dứt hết tài chấp trước nên được vô thượng tránh đẳng tránh giác trong đây phật tự dẫn chứng là xưa khi làm bồ tát tu sáu ba la mật lìa dục lìa pháp ác bất thiện có ra có quán lìa dục sinh hỷ lạc mà vào sơ thiện. lìa dục là lìa năm dục lìa pháp ác bất thiện là lìa năm triển cái đưa người vào đường ác nên gọi là ác chướng ngại thiện pháp nên gọi là bất thiện có giác có quán là giác quán lành thuộc sơ thiền Địa dục sinh hỷ lạc là địa bỏ năm dục sinh hỷ lạc Hỷ lạc là trong cõi sắc có hai thứ lạc Một là có vui mừng Là vui có mừng Hai là chỉ có vui không có mừng Vui và mừng thuộc sơ thiền nhị thiền Chỉ có vui không mừng thuộc tam thiền Hỏi sơ thiền nhị thiền đều có vui mừng Có gì sai khác Đáp thứ vui mừng trong sơ thiền Là do liền năm dục phát sinh thứ vui mừng trong nhị thiền là từ định phát sinh nên gọi là định sinh. Lại nữa, tứ phiền não cõi dục bất thiện nên trước ngại sơ thiền. Hành giả muốn lìa chướng ngại lớn nên nói ly sinh. Còn phiền não ở cõi giác thuộc vô ký, bị các nạn mềm yếu lo. Do nhân duyên giác quán nên mất thiền. Thế nên Phật nói diệt các giác quán, bên trọng tầm thành tịnh nên được nhị thiền. tam thiền tứ thiền như trước đã nói, ta đối với các thiền trì thủ tướng được rồi mà không nghĩ đến có thiền ấy khi ban đầu tập thiền thủ tướng cho đến khi được được rồi sợ đám nhiễm nên quán vô thường không nghĩ đến có thiền ấy không thủ đắc định tướng của thiền ấy cũng không thọ mùi vị của thiền ấy Tầm không nhiễm trước tu bốn thiền khác với ngoại đạo theo đó tu các thiền mà không thọ quả báo thiền ý chú bốn thiền sinh khỏi năm thần thông vì túc mạng thông nên biết nhân duyên nghiệp cũ của chúng sinh sinh đến nơi đây do rất thiền nhãn thông nên thấy chỗ sinh đến trong tương lai của chúng sinh theo hành nghiệp của chúng biết gốc ngọn của chúng sinh rồi sinh tâm đại bi nghĩ làm sao dứt sự khổ sinh tử tương tục cho chúng sinh bây giờ tâm hồi hướng vào lậu tận thông tức thời do một niệm tương ứng với hít tuệ được vô thượng tránh đẳng tránh giác nghĩa là ngộ đó là tướng khổ nhân của khổ là ái dục ái dứt thời khổ diệt đường đi đến khổ diệt là đạo thông đạt bốn đế nên được mười lực bốn điều không sợ bốn trí không ngại mười tám pháp không chung và phân biệt chúng sinh làm ba nhóm dùng ba thần thông độ chúng sinh ấy là dùng thiện nhĩ tha tâm thần túc thông vì chúng sinh thuyết pháp khiến thoát sinh tử tu bồ đà lại hỏi nếu các pháp không có sở hữu làm sao đức phật làm bồ tát khỏi sinh bốn thiền sáu thần thông nếu không có chúng sinh làm sao phật phân biệt chúng sinh làm ba nhóm phật đáp cao dục các pháp ác bất thiện nếu có tính hoặc tự tính hoặc thà tính thời ta khi sơ lạc Bồ tát không thể quán cao dục các pháp ác bất thiện không có tính sở hữu mà vào sơ thiền ý phật là nếu các dục pháp ác bất thiện là pháp có định tính hoặc nhiều hoặc ít tự tướng hoặc trong thần có tính tịnh tính thường tính có hai hoặc tự tính hoặc thà tính tự tính là tính bất định trong tự thân thà tính là chỉ cho y phục đồ trang sức thân các thứ đó đều vô thường hư dối làm nhân duyên cho khổ não nam dục bên trong bên ngoài không có thường lạc ngã tịnh thật nếu có thời ta xưa khi tu bồ tát đạo không thể quán nam dục không không có tính sở hữu mà vào sơ thiền vì các dục và pháp ác bất thiện không có thật tính hoặc tự tính hoặc thả tính nên ta khi làm bồ tát liền nam dục pháp ác bất thiện mà vào sơ thiền cho đến vào đệ tứ thiền nếu các thần thông có tính hoặc tự tính hoặc tha tính, thầy ta khi xưa tu Bồ Tát đạo không thể biết thần thông không có sở hữu nên được vô thượng tránh đẳng tránh giác. Tu Bồ Đề hỏi nếu các pháp nhất định không không có tính sở hữu, làm sao Phật đối với các pháp được sức tự tại? Phật dạy ta do bốn thiền đối với các phiền não được giải thoát do sáu thần thông đối với các pháp được tự tại độ sinh ý tu bồ đề là vì bốn thiền bốn thần thông là có làm sao phật đối với không được rất tự tại phật khai thị ta quán năm dục không vì hư dối không có định tướng nên không chấp trước các thiền mà khởi lên thần thông các thiền vì có tướng có hạn tượng nên có thể xả được vô thượng tránh đẳng tránh giác lúc mới lìa dục đấy không có tính sở hữu làm nhân nên được quả vô thượng tránh đẳng tránh giác cũng không có sở hữu nếu có thể nhất định không vô thượng tránh đẳng tránh giác chẳng không thể có thể có vấn nạn ấy nhưng vì nay cả hai đều không nên không nên vấn nạn hết cuốn 86 theo bản hán